chương 681 sinh chi tục cốt đan. Hồ Diên Duệ Trạch đã cảm thấy cảnh giới của mình bình cảnh cũng tại trận này trang trong đại. Chiến có chỗ buông lỏng, đợi đến ra cái bí cảnh này sau đó. Chính mình hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá thiên cương cảnh. Đang nghỉ ngơi điều dưỡng trong lúc đó. Sở kiếm thu lấy ra đang bay vân tông chân bảo các lấy được đại lượng độ huyền đan phân cho đám. Người, độ huyền đan vốn là dùng để tu luyện tăng cao tu vi đan dược. Nhưng mà bây giờ lại bị Sở Kiếm Thu dùng để làm làm khôi phục chân nguyên đan dược tới dùng. Mặc dù cách làm này cực kỳ xa xỉ, nhưng mà Sở Kiếm Thu ngược lại bây giờ độ huyền đan còn nhiều. Cũng căn bản không thèm để ý như thế mấy ngàn khỏa. Bây giờ trọng yếu nhất chính là để cho đám người mau chóng khôi phục. Sở Kiếm Thu mặc dù có chút không nỡ, nhưng mà cũng không lo được đau lòng. Nhìn thấy Sở Kiếm Thu như thế hào phóng mà lấy ra nhiều như vậy độ huyền đan, hơn nữa, những thứ này độ huyền đan khỏa khỏa mượt mà sáng long lanh. Nhìn phẩm chất cũng là tuyệt cao tứ giai cực phẩm đan dược, trong lòng mọi người lập tức đại hỉ. Một khỏa tứ giai cực phẩm độ huyền đan, tại trong Thượng Thanh Tông ít nhất phải tiêu phí 200 điểm cống hiến giá trị. Đám người mặc dù cũng là Thượng Thanh Tông đứng đầu nội môn đệ tử, nhưng mà một tháng tiền tiêu hàng tháng cũng bất quá 100 điểm cống hiến giá trị một khỏa tứ giai cực phẩm độ huyền đan liền cần hao phí hai người bọn họ nguyệt điểm cống hiến. Phân ngạch, sở kiếm thu thoáng một cái lấy ra mấy ngàn khỏa độ huyền đan. Mỗi người đều ít nhất phân đến 10 khỏa, 10 khỏa tứ giai cực phẩm độ huyền đan. Tại Thượng Thanh Tông ít nhất phải 2.000 điểm cống hiến giá trị. Đây chính là bọn hắn 20 tháng điểm cống hiến phân ngạch. Sở kiếm thu một cử động kia lập tức khiến cho sở kiếm thu trong lòng bọn họ độ thiện cảm ba bá bá mà tăng lên tại bình thường bọn hắn vô luận như thế nào đều không nỡ dùng tứ giai cực phẩm độ huyền đan tới khôi phục chân nguyên nhưng mà tất nhiên sở lột ra hiếm thấy hào phóng một cái ngược lại tiêu hao cũng không phải bọn hắn độ huyền đan thế là đám người liền thống khoái mà làm loại này xa xỉ vô cùng sự tình những thứ này tứ giai cực phẩm độ huyền đan dược lực đều vô cùng cường đại đám người sau khi ăn vào, những thứ này độ huyền đan dược lực lập tức cấp tốc hóa thành chân. Nguyên, để cho đám người thể nội chống không chân nguyên cấp tốc khôi phục. Đám người ăn vào những thứ này độ huyền đan sau đó. Lập tức phát hiện những thứ này độ huyền đan hiệu quả so với thượng thanh tông độ huyền đan. Cũng cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ mình dược lực bên trên muốn so thượng thanh tông cùng giai độ huyền đan muốn mạnh hơn mấy lần hơn nữa so với thượng thanh tông độ huyền đan còn muốn càng thêm dễ dàng luyện hóa đám người ăn vào độ huyền đan sau đó chỉ là ngắn ngủi thời gian một nén nhang thế mà liền đem thể nội tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên bổ sung hoàn toàn nếu như đổi lại là thượng thanh tông tứ giai cực phẩm độ huyền đan mà nói muốn đạt tới hiệu quả như vậy ít nhất phải nửa canh giờ thời gian mọi người nhất thời không khỏi kinh ngạc vô cùng nhìn xem sở kiếm thu xem ra sở kiếm thu tại cái kia thượng cổ tông môn di chỉ lên đến đồ tốt không thiếu a à. bất quá lúc này cũng không có ai sinh ra lòng đố kỵ sở kiếm thu có được đồ vật càng tốt đối bọn hắn chỗ tốt cũng càng nhiều càng có thể bảo vệ được an toàn của bọn hắn đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều là như vậy tâm tư phù kỳ hỏa cùng hồng phi ưng lúc này trong lòng liền tràn đầy tức giận bởi vì sở kiếm thu cơ hồ cho tất cả mọi người độ huyền đan nhưng duy chỉ có chính là không có cho bọn hắn sở kiếm thu một cử động kia khiến cho bọn hắn đối với sở kiếm thu hận ý sâu hơn sở kiếm thu đương nhiên sẽ không đem độ huyền đan cho bọn hắn hai người này vẫn đối với chính mình lòng mang ý đồ xấu sở kiếm thu không trực tiếp làm thịt bọn hắn cũng đã xem như rất đại độ trừ phi sở kiếm thu đầu óc đột nhiên hóng gió mới có thể đem chính mình lấy được tài nguyên phân cho hai người bọn họ tại mọi người nghỉ ngơi thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa sở kiếm thu cũng tại một bên nhắm mắt dưỡng thần nhưng thực tế lại là thần hồn tiến vào trong hỗn độn đến tôn tháp đi quan sát những cái kia tại trong chân bảo các bị hắn thu vào hỗn độn đến tôn tháp giá thuốc sở kiếm thu khi lấy được những thứ này giá thuốc sau đó vẫn luôn không có thời gian đi xem những thứ này giá thuốc phía trên đan dược lúc này thừa dịp thời gian này khoảng cách hắn phải thật tốt nhìn một chút những thứ này giá thuốc thượng đô là thứ gì đan dược sở kiếm thu nhìn lướt qua hỗn độn trí tôn trong tháp trên trăm này cái giá thuốc mỗi một cái giá thuốc thượng đô có mấy ngàn bình đan dược trên trăm cái giá thuốc bên trong không dưới mấy chục vạn bình đan dược dù cho sở kiếm thu trước đó đã biết những đan dược này đại khái số lượng lúc này lại kiểm kê một phen trái tim vẫn như cũ nhịn không được hưng phấn đến co quắp một trận lần này tiến vào trong cái bí cảnh này hắn lấy được mỗi một bút bảo vật cơ duyên cơ hồ cũng là thiên lượng tài phú hắn lúc này tài sản dù cho so với toàn bộ thượng thanh tông đều phong phú hơn nhiều lắm sở kiếm thu tùy tiện gỡ xuống một cái giá thuốc bên trên một bình đan dược những thứ này dùng để chở đan dược bình thuốc cũng là cực kỳ khó được bảo vật thân bình bóng loáng nhuận chạch tản ra nhàn nhạt quang hoa dù cho lấy sở kiếm thu kiến thức cũng không biết những thứ này bình thuốc đến tột cùng là dùng cái gì tài liệu chế tạo nhưng mà sở kiếm thu lại là nhìn ra được những thứ này bình thuốc đối với đan dược hẳn có cực tốt ôn dưỡng hiệu quả bình thuốc miệng chai đút lấy một cái làm bằng gỗ nắp bình liền cái này làm bằng gỗ nắp bình nhìn đều không phải là phàm phẩm khi sở kiếm thu muốn mở ra nắp bình mới phát hiện cái chai thuốc này bên trên bị phong ấn có cấm chế hơn nữa còn là phẩm dai không thấp cấm chế bất quá tại hỗn độn đến tôn tháp bên trong. Hết thảy cấm chế đối với sở kiếm thu tới nói cũng là chuyện nhỏ, sở kiếm thu phá vỡ bình thuốc. Bên trên cấm chế, rút ra nắp bình, đổ một viên đan dược đi ra. Viên đan dược kia có lớn chừng ngón cái. Đan dược bên trên tán phát ra một cỗ mãnh liệt ba động. Đan dược bề mặt sáng bóng trơn trượt nhuận trạch. Có từng vòng từng vòng nhàn nhạt quang hoa vờn quanh, nhìn thuốc này phẩm tướng, hẳn là một khỏa ngũ giai trung phẩm đan dược. Đối với viên thuốc viên này phẩm giai, sở kiếm thu ngược lại là không có nửa phần kinh ngạc. Dù sao trước đây cái kia trong đan thất mạt. ngay cả tứ giai cực phẩm độ huyền đan cũng giống như rác rưởi bầy đầy đất. Giống như vậy bị chứa trong chai thuốc mặt, đặt ở trên giá thuốc đan dược lại há có thể bình thường đi nơi nào. Dù cho bên trên những giá thuốc này xuất hiện lục giai đan dược, sở kiếm thu cũng sẽ không giật mình sở kiếm thu quan sát hồi lâu viên đan dược kia vẫn là không có nhìn ra viên đan dược kia đến tột cùng là một loại nào đan dược dù sao hoang đạt đại lục cũng không biết ở vào trong vũ trụ cái nào xó xỉnh khoảng cách thiên vũ đại lục rốt cuộc có bao nhiêu xa hệ thống tu luyện phương diện hẳn là đều khác biệt không nhỏ bay vân tông luyện chế ra đan dược sở kiếm thu không biết đó cũng là rất bình thường sở kiếm thu liếc mắt nhìn ở một bên áo đen lão giả lập tức kêu lên uy thương nguyên lão đầu cái này một viên là đan dược gì sở kiếm thu không biết cái này đan dược nhưng mà xem như phi vân tông lão tổ một trong áo đen lão giả chắc chắn đối với tông môn của mình đan dược không xa lạ gì bây giờ thương nguyên lão đầu bị hắn giam giữ tại trong hỗn độn đến tôn tháp sở kiếm thu đương nhiên sẽ không khách khí với hắn áo đen lão giả liếc mắt nhìn sở kiếm thu đan dược trong tay, nói, đây. Là ta bay vân tông thánh dược chữa thương sinh chi tục cốt đan, có thể gãy chi lại nối tiếp. Tay cụt mọc lại, bất quá trong tay ngươi viên này sinh chi tục cốt đan phẩm dai thấp một chút. Chỉ có thể đối với thiên cương cảnh lục trọng trở xuống võ giả hữu hiệu. mươi 682 trên đường gặp thần phong các. Gãy chi lại nối tiếp, tay cụt mọc lại, sở kiếm thu nghe nói như thế lúc quả thực lấy làm kinh hãi lấy trước mắt hắn kiến thức hắn chưa từng thấy qua một loại đan dược có thể gãy chi lại nối tiếp tay cụt mọc lại dù cho tần diệu yên hao tốn vô số tâm huyết nghiên cứu ra thanh dương hồi xuân đan đều không đạt được hiệu quả như vậy lấy chính mình vô thượng vũ thể cường đại sức khôi phục cũng đồng dạng làm không được tình trạng này nếu như sở kiếm thu bây giờ bị chém đứt một tay lấy trước mắt hắn vô thượng vũ thể năng lực khôi phục cũng tuyệt đối không cách nào một lần nữa mọc ra một đầu mới cánh tay tới đương nhiên đây chỉ là lấy sở kiếm thu trước mắt vô thượng vũ thể năng lực khôi phục làm không được không có nghĩa là về sau làm không được sở kiếm thu ẩn ẩn có loại dự cảm chờ hắn huyết mạch chi lực đề cao tới trình độ nhất định thời điểm chính mình vô thượng vũ thể sẽ phát sinh long trời lở đất thuế biến đến lúc đó chớ nói tay cụt mọc lại lợi hại hơn sự tình đoán chừng đều có thể làm được người nói là loại này sinh chi tục cốt đan còn có phẩm giai cao hơn sở kiếm thu nghe được áo đen lão giả lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ đương nhiên trong tay người viên này chỉ là cấp thấp nhất sinh chi tục cốt đan chân chính tính là tương đối cao cấp sinh chi tục cốt đan có thể khiến cho thần biến cảnh võ giả đều có thể gãy chi lại nối tiếp áo đen lão giả nói sở kiếm thu nghe nói như thế trong lòng nhất thời hưng phấn không thôi có loại này nghịch thiên đan dược mình có thể nói như vậy nhiều một cái cực lớn át chủ bài a sở kiếm thu lại lấy ra giá thuốc bên trên mấy bình đan dược mở ra phong ấn đổ ra bên trong đan dược những đan dược này bên trong có một chút là chính mình nhận biết mặc dù không có gặp qua vật thật nhưng mà từng tại một chút luyện đan trên điển tịch gặp qua bất quá nơi này số đông đan dược cũng là chính mình không quen biết dù sao mình thấy qua phẩm cấp cao đan phương cũng không nhiều hơn nữa những đan dược này lại là một cái thế giới khác bên trong đồ vật sở kiếm thu số đông không biết mới là bình thường nếu như sở kiếm thu số đông đều biết những đan dược này giá trị ngược lại không cao bất quá sở kiếm thu mỗi gặp phải không quen biết đan dược lại đều biết hỏi thăm áo đen lão giả tại áo đen lão giả dưới sự giảng giải sở kiếm thu ngược lại là mở rộng tầm mắt ở đây rất nhiều đan dược thần diệu hiệu quả là sở kiếm thu trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ có một chút đan dược có thể một lần nữa tố thể để cho thể phách phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất có chút đan dược có thể mở rộng kinh mạch độ rộng làm cho kinh mạch mở rộng về sau trong khoảng thời gian ngắn có thể thông qua càng nhiều chân nguyên có chút đan dược thậm chí có thể chữa trị thần hồn bên trên thương tích có chút đan dược có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm năng của người khiến cho võ giả trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều nếu là tần diệu yên nhìn thấy nhiều hiệu quả như vậy thần diệu đan dược chỉ sợ nàng sẽ cao hứng điên mất nghĩ tới đây sở kiếm thu liền hướng áo đen lão giả hỏi thăm một chút phương diện luyện đan sự tình nhưng mà áo đen lão giả mặc dù nhận biết đan dược rất nhiều thế nhưng là cũng không phải là luyện đan sư đối với luyện đan nhất đạo tạo nghệ không đậm sở kiếm thu sau khi nghe được trong lòng không khỏi có chút điểm tiếc nuối nếu như áo đen lão giả biết được luyện đan như vậy từ chỗ của hắn móc ra một chút phương diện luyện đan kinh nghiệm tri thức sẽ xử huyền kiếm tông tài luyện đan mà đề cao bất quá sở kiếm thu rất nhanh liền đem những chuyện này vứt xuống một bên bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này hắn thừa dịp đám người nghỉ ngơi khoảng cách đi vào xem những đan dược này là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được đối với hiện tại có chút trợ giúp đan dược lấy tăng cường thực lực của bọn hắn để tốt hơn ứng phó sau đó tình thế nguy hiểm bất quá bây giờ xem ra những đan dược này số đông đều không thích hợp tại bọn hắn tình cảnh hiện tại mặc dù những đan dược này hiệu dụng thần diệu vô biên hơn nữa phẩm giai cực cao nhưng mà cũng là bởi vì những đan dược này phẩm giai quá cao người lại đối với bọn hắn bây giờ không có tác dụng quá lớn. lấy bọn hắn tu vi hiện tại căn bản khó có thể chịu đựng những đan dược này khổng lồ dược lực. mà hắn cùng hô diên duệ trạch có lẽ có thể miễn cưỡng tiếp nhận những đan dược này dược lực. nhưng mà hắn nguyên bản là cảnh giới tấn thăng quá nhanh. trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể lại mượn đan dược để thăng cấp tu vi. để tránh lưu lại cực lớn tai họa ngầm. mà hô diên duệ trạch nhìn hắn trước mắt khí tức đoán chừng đều sắp đột phá thiên cương cảnh lúc này lại phục dụng loại này phẩm cấp cao đan dược đoán chừng hắn lập tức liền chọc thủng nửa bước thiên cương cảnh bình cảnh chính thức tấn thăng thiên cương cảnh nếu như là tại bí cảnh phía ngoài mà nói đột phá thiên cương cảnh tự nhiên là chuyện tốt nhưng mà tại trong cái bí cảnh này một khi đột phá thiên cương cảnh liền mang ý nghĩa đến mãi mãi cũng phải ở lại đây cái trong bí cảnh bởi vì cái kia kết nối nam châu cùng cái bí cảnh này không gian thông đạo căn bản không thể tiếp nhận thiên cương cảnh trở lên võ giả thông qua một khi thiên cương cảnh võ giả cưỡng ép thông qua tất nhiên sẽ dẫn đến cái kia không gian thông đạo đổ sụp từ đó bị không gian loạn lưu cuốn đi lưu lạc đến vực ngoại không gian một khi bị không gian loạn lưu cuốn đi đừng nói là thiên cương cảnh võ giả dù cho thần biến cảnh võ giả cũng rất khó tại trong không gian loạn lưu còn sống sót bị không gian loạn lưu xé rách thành mảnh vụn. Sở kiếm thu tại mở ra mười mấy bình đan dược sau đó, liền không có tiếp tục tiến hành tiếp. Thối lui ra khỏi hỗn độn đến tôn tháp, sở kiếm thu mở mắt ra. Nhìn thấy đám người cũng cơ bản chỉnh đốn hoàn tất, liền dẫn dẫn đám người tiếp tục xuất phát. Mọi người tại tốc độ cao nhất lại phi hành một ngày sau đó. Xa xa nhìn thấy phía trước gầy ra võ giả đang bị một đám u minh tộc tập kích cái kia phát võ giả có chừng hai, ba trăm người, mà tập kích bọn họ U Minh tộc thì đạt đến năm mươi, sáu mươi người. Những võ giả này tại U Minh tộc tập kích phía dưới nhau nhau hóa thành từng cổ bạch cốt từ trên. Bầu trời rơi xuống, tử trạng thê thảm tới cực điểm. Cái này phát võ giả mặc dù nhân số không thiếu. Thế nhưng là căn bản khó mà ngăn cản được những thứ này U Minh tộc công kích. Mắt thấy liền muốn tại những này U Minh tộc công kích toàn quân bị diệt sở kiếm thu bọn người thấy thế cũng không có khoanh tay đứng nhìn bay lên tiến đến cùng cái kia phát võ giả liên thủ đem tập kích u minh tộc đánh lui hiện tại bọn hắn địch nhân lớn nhất là u minh tộc trợ giúp những võ giả khác kỳ thực cũng tương đương với từ một phương diện khác trợ giúp chính mình chỉ có nhân tộc bên này bảo tồn sức mạnh càng nhiều mới có càng nhiều sức mạnh hơn chống lại u minh tộc công kích đợi đến đánh lui những thứ này u minh tộc sau đó sở kiếm thu bọn người mới phát hiện cái này phát võ giả là thần phong các cùng nhật nguyệt trai đệ tử bởi vì vạn phong vũ cùng chu thước nguyên nhân kỳ thực sở kiếm thu đối với thần phong các cũng không hào cảm nếu không phải bây giờ vì cùng đối phó u minh tộc sở kiếm thu đều chẳng muốn cứu bọn họ thần phong các cầm đầu đệ tử triều chính trí cũng nhìn ra sở kiếm thu đối bọn hắn thần phong các đệ tử không ưa nhưng mà đối phương dù sao cứu mình triều chính trí cũng chỉ có thể đè lên trong lòng khó chịu hướng sở kiếm thu bọn người nói. Tiếng cảm ơn, nhật nguyệt trai bên kia đầu lĩnh đệ tử nhưng là bùi nêu lên. Bùi nêu lên thực lực đối với địa bảng trước 10 đệ tử tới nói mặc dù không phải rất mạnh. Nhưng mà sở kiếm thu đối với hắn lại ngược lại có mấy phần hảo cảm. Dù sao tại hắn tiến vào bí cảnh sau đó. Thứ nhất người nhìn thấy chính là bùi nêu lên, mặc dù hắn cùng bùi nêu lên từng có qua tranh. Chấp, nhưng bùi nêu lên một ít phẩm tính sở kiếm thu vẫn là có mấy phần thưởng thức. mươi 683 bản công tử làm ăn từ trước đến nay già trẻ không gạt. Chiều chính trí mặc dù đối với sở kiếm thu cũng có chút khó chịu. Nhưng mà hắn cùng Hô Diên Duệ trạch quan hệ trong đó cũng không tệ. Dù sao hai người cũng là địa bảng trước mười võ giả, hai người nói chuyện với nhau một hồi. Hô Hồ Diên Duệ trạch liền hỏi lên những tông môn khác đệ tử hành tung theo đạo lý nói bọn hắn hẳn là cùng một chỗ rút lui mới đúng tại đối mặt u minh tộc đại địch như vậy lúc cũng không đạo lý ai đi đường nấy dạng này phân tán sức mạnh một khi gặp phải u minh tộc tập kích chẳng phải là bị chết càng nhanh đối với vấn đề này sở kiếm thu cũng là trong lòng còn có nghi hoặc chỉ bất quá hắn cùng thần phong các đệ tử quan hệ không tốt lắm cũng lười đến hỏi bọn hắn bây giờ hô diên duệ trạch tất nhiên hỏi hắn tự nhiên cũng nghĩ nghe một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi qua chiều chính trí chí một phen sau khi giải thích sở kiếm thu bọn người mới tinh tường đến tột cùng xảy ra chuyện gì nguyên bản nam châu liên minh đệ tử huyết ảnh liên minh đệ tử cùng yêu tộc cũng là cùng một chỗ rút lui nhưng mà tại bọn hắn rút lui đến nửa đường thời điểm lại gặp u minh tộc đại quy mô tập kích bởi vì lúc đó tập kích u minh tộc số lượng quá nhiều thực lực cũng rất là cường đại cho dù bọn họ tam phương thế lực liên thủ lại đều không phải là u minh tộc đối thủ tại bị u minh tộc đánh tan sau đó bọn hắn liền tách ra chạy tư tán bởi vì huyết ảnh liên minh cùng nắm nguyệt tông thực lực cường đại nhất cho nên hai phe này thế lực liền bị u minh tộc để mắt tới bởi vì phần lớn u minh tộc đều đi đối phó hai phe này thế lực cho nên những tông môn khác đệ tử ngược lại có thể tạm thời trốn được một mạng thần phong các đệ tử đào tẩu không lâu sau liền lại cùng nhật nguyệt trai đệ tử gặp nhau cả hai liền lần nữa kết bạn mà đi nhưng mà dọc theo con đường này bọn hắn đi được cũng không thoải mái thỉnh thoảng đều biết lọt vào u minh tộc tập kích cho tới hôm nay lần nữa gặp được u minh tộc đại quy mô tập kích nếu như không phải gặp phải thượng thanh tông đệ tử chỉ sợ bọn họ hôm nay thần phong các cùng nhật nguyệt trai thật sự liền muốn toàn quân bị diệt bất quá dù là như thế bọn hắn cũng tổn thất nặng nề vốn là bọn hắn riêng là thần phong các đệ tử đều vẫn còn bốn năm trăm người nhưng là bây giờ cùng nhật nguyệt trai đệ tử cộng lại cũng chưa tới ba trăm người sở kiếm thu ở một bên nghe được lời nói này thời điểm trong lòng không khỏi một hồi cười lạnh mặc dù chiều chính trí mặt ngoài nói dễ nghe nói cái gì bởi vì không địch lại u minh tộc mới chạy tư tán nhưng mà trên thực tế sở kiếm thu ngờ tới hẳn là nắm nguyệt tông cùng huyết ảnh liên minh đệ tử kéo lại u minh tộc mà thần phong các đệ tử lại là thừa cơ đào thoát lấy sở kiếm thu hiểu được thần phong các đệ tử tính tình tám chín phần mười lại là loại tình huống này bởi vì nếu quả như thật là bị u minh tộc đánh tan sau đó chạy trốn thần phong các đệ tử căn bản không có khả năng chạy thoát được nhiều người như vậy Nghĩ tới đây, sở kiếm thu không khỏi đối với thần phong các đệ tử càng thêm khinh bỉ, sau khi nói chuyện với nhau một phen, triều chính trí chí liền hỏi lên hô diên duệ trạch vì cái gì bọn hắn. Không e ngại u minh tộc những cái kia âm u lạnh lẽo tử khí. Đối với Nam Châu võ giả tới nói, u minh tộc uy hát iota lớn nhất chính là những thứ này âm u lạnh lẽo tử khí. Nếu như có thể giải quyết những thứ này âm u lạnh lẽo tử khí mà nói u minh tộc uy yota sẽ cực kỳ giảm xuống bọn hắn tại đối mặt u minh tộc thời điểm cũng không đến nỗi lâm vào bị động như thế bị đánh cục diện ít nhất miễn cưỡng có thể có lực đánh một trận nghe được chiều chính trí vấn đề này hô diên duệ trạch có chút khó khăn bởi vì đây là sở kiếm thu đồ vật cũng không biết thuận tiện hay không để lộ ra tới thế là hô diên duệ trạch liền liếc sở kiếm thu một cái ánh mắt lộ ra hỏi thăm ý tứ Sở kiếm thu gật đầu một cái, để cho hô diên duệ trạch nói thẳng không sao, hô diên duệ trạch. Nhận được cho phép sở kiếm thu, liền lấy ra phá u phù nói, chúng. Ta sở dĩ có thể chống lại những cái kia âm u lạnh lẽo từ khi ăn món. Là bởi vì chúng ta có loại này phá u phù. Triều chính trí thấy thế, lập tức kinh hỉ đắc nói, hô. Diên huynh còn có hay không càng nhiều phá u phù. Có thể hay không phân một chút cho chúng ta thần phong các hồ diên duệ trạch lập tức nhìn về phía sở kiếm thu nói cái này phá u phù là sở sư đệ đồ vật ta cũng không rõ ràng sở sư đệ có hay không dư thừa triều chính trí nghe vậy liếc mắt nhìn sở kiếm thu trong lòng không khỏi có mấy phần phiền muộn nói thật ra hắn cũng không nguyện ý hướng sở kiếm thu mở miệng dù sao sở kiếm thu đối bọn hắn thần phong các đệ tử thái độ rất là một bộ dáng vẻ nhìn không vừa mắt cái này khiến triều chính trí trong lòng hết sức không cao hứng. Hơn nữa lúc ấy sở kiếm thu tại cái kia thượng cổ tông môn di chỉ trong chân bảo các con cướp đi. Cái kia chén nhỏ thanh đăng, hắn nguyên bản đối với sở kiếm thu ý kiến cũng rất lớn. Bất quá coi như trong lòng của hắn lại không sảng khoái sở kiếm thu. Nhưng chuyện này việc quan hệ đến tài sản tính mệnh, hắn cũng sẽ không phải không kéo xuống mặt mũi vị này sở huynh đệ không biết còn có hay không dư thừa phá u phù triều chính trí nhếch môi sừng lộ ra một tia cực kỳ nụ cười miễn cưỡng đối với sở kiếm thu chắp tay nói sở kiếm thu nhìn thấy triều chính trí cái bộ dáng này lập tức cười nhạt một tiếng nói phá u phù ta tự nhiên là có hơn nữa còn có không thiếu triều chính trí nghe vậy trong lòng lập tức đại hỉ vừa định hướng sở kiếm thu mở miệng đòi hỏi lúc chợt lại nghe được sở kiếm thu nói, nhưng mà. Các người nếu như muốn mà nói, đem đồ vật tới đổi. Chiều chính trí sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nhưng cũng biết sở kiếm thu không thể lại không công đem loại này linh phù đưa cho bọn họ. Đã nói nói, muốn cầm đồ vật gì đổi. Sở kiếm thu lập tức liền nở nụ cười, hắn đã sớm chờ lấy giờ khắc này, cười híp mắt nói, ngũ giải pháp bảo thượng phẩm hay là giống nhau giá trị những bảo vật khác chiều chính trí chí nghe vậy sắc mặt lập tức hoàn toàn đen lại đây là gì cái gọi là phá u phù tối đa cũng chính là ngũ giai hạ phẩm linh phù nhưng phải cầm ngũ giai thượng phẩm pháp bảo để đổi cái này không nói rõ chính là làm thịt người sao sở huynh làm như vậy sinh ý liền không chê quá đen sao ngươi cái này phá u phù rõ ràng chỉ là ngũ giai hạ phẩm linh phù linh phù vốn là vật tiêu hao giá trị liền ngũ giai hạ phẩm pháp bảo cũng không sánh nổi làm sao lại cần ngũ giai thượng phẩm pháp bảo để đổi triều chính trí cắn răng nghiến lợi nói sở kiếm thu nghe nói như thế lập tức liền không vui triều huynh đây là ý gì bản công tử làm ăn từ trước đến nay già trẻ không gạt ngươi có thể hỏi một chút thượng thanh tông cùng thiên hương lâu các vị huynh đệ tỉ muội người nào không biết ta sở kiếm thu làm ăn từ trước đến nay là công đạo nhất người chỉ có thấy được cái này phá u phù phẩm giai nhưng lại không biết tài liệu luyện chế có bao nhiêu chân quý luyện chế một đạo có thể nói liền thiếu đi một đạo huống hồ cái này phá u phù có thể ngăn cản được những thứ đó âm u lạnh lẽo tử khí đây chính là đồ vật bảo mệnh là những pháp bảo kia có thể so sánh sao cũng chính là xem ở cùng thuộc tại Nam Châu Liên Minh phân thượng, bản công tử mới lỗ vốn bán cho các ngươi. Sở kiếm thu tức giận hừ một tiếng nói, nghe được sở kiếm thu lời này. Thượng Thanh Tông đệ tử lập tức sắc mặt không khỏi cứng đờ, mẹ nó. Nếu như sở lột ra làm ăn là công đạo nhất, như vậy thế gian căn bản là không có gian thương. Bất quá bọn hắn mặc dù oán thầm không thôi. Mặt ngoài nhưng lại không thể không che giấu lương tâm phụ họa sở kiếm thu, bất quá sở kiếm thu. Nói cũng không sai, chuyện này đối với bọn họ mà nói đích thật là đồ vật bảo mệnh. Cũng không phải những pháp bảo kia có thể so sánh. mươi 684 một tay giao tiền một tay giao hàng. Có thích mua hay không, bản công tử còn không hiếm có đâu, sợ. Kiếm thu nói, phải tay áo một cái, liền muốn quay người rời đi, chờ một chút, chiều. Chính trí chí vội vàng kêu lên, như thế nào? Chẳng lẽ triều huynh còn có thể ép mua ép bán không thành? Sở kiếm thu hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng bản công tử dễ ức hát yêu ta, không mua coi như xong. Còn muốn nói xấu bản công tử làm ăn đen. Bản công tử là xem ở cùng là Nam Châu Liên Minh đồng minh phân thượng mới không cùng ngươi đồng. Dạng tính toán, cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Triều chính trí nghe vậy, sắc mặt đen như đáy nồi, cắn răng nghiến lợi nói, hảo. Ngũ giai pháp bảo thượng phẩm liền ngũ giai pháp bảo thượng phẩm. Sở huynh cho chúng ta tới 170 nói. Sở kiếm thu nghe nói như thế, lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói, chiếu. Huynh có thể lý giải bản công tử nỗi khổ tâm liền tốt. Sở kiếm thu nói, bàn tay xòe ra, xuất hiện một chồng phá u phù, đưa cho chiều chính trí. Chiều chính trí vừa định đưa tay đi lấy thời điểm, sở kiếm thu bỗng nhiên bàn tay co rụt lại. Nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chiều chính trí chí sắc mặt tái xanh lập tức giống như nuốt một con ruồi giống như khó chịu bất quá địa thế còn mạnh hơn người đối mặt u minh tộc uy hát yêu ta hắn cũng không thể không đem khẩu khí này nuốt mấu chốt là sở kiếm thu cùng hô diên duệ trạch biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ quá đáng dù cho muốn trắng trận cướp đoạt cũng muốn hảo hảo mà cân nhắc mấy phần triều chính trí chí nắm lỗ mũi để cho phía dưới thần phong các đệ tử giao tiền nhiều tiền như vậy không có khả năng một mình hắn bỏ ra hắn cũng căn bản không có hào phóng như vậy những thứ này thần phong các đệ tử từng cái nhịn đau giao ra một kiện ngũ giai pháp bảo thượng phẩm hay là giá trị ngang hàng bảo vật lòng như đau cắt bọn hắn cơ hồ đều có thể nghe được lòng đang dỉ máu âm thanh cho dù bọn họ tiến vào cái bí cảnh này sau đó từng cái thu hoạch không ít nhưng một kiện ngũ giai pháp bảo thượng phẩm đối với bọn hắn tới nói đồng dạng cũng là một bút không ít tài phú sở kiếm thu cầm những bảo vật này cơ hồ cười con mắt cũng không nhìn thấy loại này sinh ý làm được quả thực là một vốn bốn lời a à. kỳ thực phá u phù bên trong thứ trọng yếu nhất chính là hắn tan vào đi hỗn độn chân nguyên cùng cô quạnh chân ý tài liệu luyện chế chẳng qua là bình thường nhất ngũ giai hạ phẩm tài liệu mà thôi dùng một tí tẹo như thế ngũ giai hạ phẩm tài liệu luyện chế mà thành phá u phù lại có thể đổi lấy ngũ giai pháp bảo thượng phẩm hoặc giá trị ngang hàng bảo vật đây quả thực là gấp trăm lần bạo lợi bất quá đối với ngũ giai pháp bảo thượng phẩm sở kiếm thu càng thêm coi trọng vẫn là khác giống nhau giá trị bảo vật dù sao hắn bây giờ chính là không bao giờ thiếu pháp bảo mà những cái kia thần phong các đệ tử càng nhiều lấy ra cũng là một chút thiên tài địa bảo không có bao nhiêu người nguyện ý lấy ra ngũ giai pháp bảo thượng phẩm. Bởi vì những thứ này thiên tài địa bảo chờ bọn hắn ra bí cảnh sau đó. Cũng là lấy ra hối đoái tài nguyên tu luyện, mà ngũ giai pháp bảo thượng phẩm lại có thể tự sử dụng. Sở kiếm thu nhìn xem những thứ này chân quý linh tài linh quáng. Ngược lại là nghĩ không ra những người này thu hoạch còn tưởng là thật không phỉ. Xem ra sau này còn phải hảo hảo mà dọa dẫm, cùng bọn hắn làm ăn một phen. Tại cung thần phong các đệ tử làm qua sinh ý sau đó. Nhật Nguyệt trai đệ tử Sở Kiếm Thu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, phen này giao dịch xuống. Sở Kiếm Thu lại lớn kiếm lời một bút. Khi lấy được Sở Kiếm Thu phá u phù sau đó, Thần Phong các cùng Nhật Nguyệt trai đệ tử tại đối mặt U Minh tộc tập kích thời điểm. Lập tức chiến lực tăng mạnh, không có những cái kia âm u lạnh lẽo tử khí uy hát iota. Bọn hắn không bao giờ lại là tùy ý làm thịt cừu non sau đó trong hành trình đám người lại bị vài nhóm u minh tộc tập kích nhưng mà bởi vì có phá u phù tình huống phía dưới thần phong các cùng nhật nguyệt trai đệ tử ngược lại là đánh sinh động mặc dù vẫn như cũ tránh không được thương vong nhưng mà tại thương vong đồng thời lại có thể cho phép u minh tộc trọng thương thượng thanh tông cùng thiên hương lâu đệ tử tại mấy trận sau đại chiến theo chiến trận phối hợp càng ngày càng thuần thục thương vong nhân số cũng càng ngày càng thấp tới phía sau thời điểm mặc dù vẫn như cũ còn sẽ có người thụ thương nhưng mà trên cơ bản đã sẽ lại không xuất hiện tử vong tình huống bởi vì chỉ cần không phải bị u minh tộc đánh chết tại chỗ sở kiếm thu đều có biện pháp cứu lại được tại mấy trận sau đại chiến thần phong các cùng nhật nguyệt trai đệ tử cũng càng đau đớn bởi vì phá u phù dù sao cũng là vật tiêu hao sử dụng sau một lần trên cơ bản cũng liền mất hiệu lực tiêu hao hết phá u phù sau đó vì bảo mệnh bọn hắn không thể không lại hướng sở kiếm thu mua sắm phá u phù cho dù bọn họ tiến vào bí cảnh sau đó lấy được bảo vật nhiều hơn nữa cũng chịu không được tiêu hao như thế nguyên bản phong phú hầu bao dần dần liền xẹp xuống bọn hắn cảm giác lần này tiến vào trong bí cảnh tầm bảo quả thực là làm việc uổng công một hồi những người này mỗi lần hướng sở kiếm thu mua sắm phá u phù thời điểm, trong lòng đều tại cuồng mắng không ngừng. Nhìn về phía sở kiếm thu ánh mắt cũng là càng ngày càng bất thiện. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại cầm sở kiếm thu không có nửa điểm biện pháp. Ai bảo người nơi này bên trong, sở kiếm thu thực lực tối cường, bọn hắn coi như nhìn sở kiếm thu. Không vừa mắt cũng chỉ có thể chịu đựng. Sở kiếm thu nhìn xem giống như như nước chảy không khô tiến túi tiền mình bên trong thiên tài. Địa bảo, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa thượng thanh tông cùng thiên hương lâu đệ tử nhìn xem sở kiếm thu không ngừng thu gặt lấy thần phong các cùng nhật nguyệt trai đệ tử bảo vật thời điểm chỉ nhìn phải một hồi kinh hồn táng đảm còn tốt sở kiếm thu không có hướng bọn hắn thu phí bằng không chính mình lấy được bảo vật cũng phải bị thu gặt không còn một mống bất quá bọn hắn ý niệm này vừa mới lên thời điểm ngày tốt lành sẽ chấm dứt sở kiếm thu bắt đầu đem ma chảo đưa về phía bọn hắn thượng thanh tông cùng thiên hương lâu đệ tử nếu muốn tiếp tục nhận được phá u phù cũng nhất định phải cầm bảo vật để đổi dựa theo sở kiếm thu có ý tứ là lúc trước hắn miễn phí cung cấp nhiều như vậy phá u phù cho bọn hắn đã bệnh thiếu máu thật sự nếu không kiếm lời một điểm trở về hắn đều không có đầy đủ tiền tới tiếp tục luyện chế phá u phù vì làm ăn này có thể cầm tục tiếp cũng vì đại gia an toàn nghĩ cho nên đại gia vẫn là ngoan ngoãn giao tiền a nghe được sở kiếm thu lời này mọi người nhất thời vô cùng phẫn nộ đồng môn sư huynh đệ gia hỏa này đều xuống đắc thủ gia hỏa này cũng quá không có điểm mấu chốt đi nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng sở lột gia đại phát hiện tâm đổi tính nhưng khi sở lột gia lần nữa hướng bọn hắn lộ ra răng nanh bọn hắn mới tỉnh giấc đây mới là gia hỏa này diện mạo vốn có đám người mặc dù trong lòng biệt khuất vô cùng, nhưng mà vì bảo mệnh. Cũng chỉ đành ngoan ngoãn đưa tiền đây đổi phá u phù, trong lòng mọi người lập tức một hồi khóc. Không ra nước mắt, mẹ nó, sớm biết bên trong bí cảnh này là cái này quang cảnh. Bọn hắn liền không tiến vào. Chẳng những tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa, lấy được bảo vật cuối cùng còn phải bị sở lột ra dọa dẫm đi qua tân tân khổ khổ bận rộn. Một hồi, cuối cùng lại là vì người khác làm quần áo cưới sở kiếm thu thu hoạch lên những người này trên người bảo vật lại không có chút nào gánh nặng trong lòng hắn cùng những người này vô thân vô cố không có đạo lý không công cung cấp phá u phù cho bọn hắn hơn nữa những người này rất nhiều lúc trước hay là hắn địch nhân bây giờ hắn chịu bán phá u phù cho bọn hắn đã coi như là rất đại độ đi qua trận này mua bán sau đó sở kiếm thu cũng mới biết những người này ở đây trong cái bí cảnh này đến tột cùng lấy được cỡ nào tài sản to lớn, chương 685 tiên thiên cấp bậc võ học, sở kiếm thu nguyên bản định giá chỉ là muốn thăm dò một chút bọn gia hỏa này đến tột cùng lấy. Được bao nhiêu bảo vật nếu như những người này đến cuối cùng thực sự không lấy ra được. Sở kiếm thu cũng sẽ không thật sự không đem phá u phù cho bọn hắn. Dù sao bây giờ đại gia đồng tâm hiệp lực, sở kiếm thu cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn không công chịu chết chỉ có điều thử lần này dò xét phía dưới. Lại làm cho hắn phát hiện bọn gia hỏa này lấy được bảo vật nhiều viễn siêu ra ngoài dự liệu của hắn, cứ như vậy, hắn có thể yên tâm làm thịt bọn gia hỏa này. Tại lại bay hai ngày sau đó, bọn hắn ở nửa đường lại lục tục gặp những tông môn khác đệ tử. Những tông môn này đệ tử phần lớn đều bị u minh tộc trọng thương, sở kiếm thu đám người đến. Đối bọn hắn tới nói không khác trong bóng tối một điểm đen đuốc để cho bọn hắn một lần nữa giấy lên hy vọng. Gặp phải những tông môn này đệ tử sau đó. Sở kiếm thu tự nhiên cũng không quên chào hàng hắn phá u phù mà lần này chào hàng lấy được. Phản ứng chi kịch liệt viễn siêu sở kiếm thu ngoài ý liệu. Những người này không nói hai lời trực tiếp bỏ tiền, không có nửa câu có kè mặc cả. Bây giờ đối với bọn hắn tới nói, tiền tài bảo vật đã không trọng yếu. Tính mệnh mới là trọng yếu nhất tại U Minh tộc lần lượt tập kích phía dưới bọn hắn cơ hồ đã triệt để tuyệt vọng bởi vì những u minh tử khí kia thực sự quá khó đối phó cho dù bọn họ có thể chiến thắng những cái kia u minh tộc cuối cùng cũng vẫn là tại những cái kia u minh tộc tử khí ăn mòn phía dưới tử vong bây giờ lại có có thể chống cự những thứ này u minh tử khí ăn mòn đồ vật xuất hiện đừng nói là ngũ giai thượng phẩm pháp bảo liền xem như giá cao hơn nữa bọn hắn cũng nguyện ý trả giá cho nên sở kiếm thu đẩy ra phá u phù lập tức bị tất cả đại tông môn đệ tử tranh mua không còn một mống sở kiếm thu nhìn thấy phá u phù bán chạy như thế lập tức phát hiện một đầu phát tài làm giàu con đường mỗi ngày đều bắt đầu đại lượng mà luyện chế phá u phù tiếp đó bán ra cho những tông môn khác đệ tử theo tụ tập các đại tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều sở kiếm thu bán phá u phù thu vào cũng càng ngày càng phong phú sở kiếm thu bán phù thu vào mặc dù dẫn tới rất nhiều võ giả đỏ mắt thế nhưng là không người nào dám có ý đồ xấu vừa tới phá u phù chỉ có sở kiếm thu có thể luyện chế thứ hai sở kiếm thu thực lực quá cao không có bao nhiêu người đánh thắng được hắn lại qua hai ngày bọn hắn gặp nắm nguyệt tông đệ tử đến nước này nam châu liên minh bảy đại tông môn đệ tử đã tề tụ nắm nguyệt tông đệ tử thiệt hại cũng cực kỳ thảm trọng vừa mới bắt đầu tiến vào bí cảnh nắm Nguyệt Tông đệ tử đạt đến 3.000 người. Chiếm Nam Châu liên minh một trong thất đại tông môn võ giả số lượng 1 phần 3. Nhưng là bây giờ lại chỉ còn dư không đến 500 người. Liền nắm Nguyệt Tông tuyệt thế thiên kiêu cảnh Dương Bình đều bị thương cực nặng. Nắm Nguyệt Tông đệ tử nhìn thấy khác sáu đại tông môn đệ tử cùng U Minh tộc lúc chiến đấu. Thế mà không nhận những cái kia âm u lạnh lẽo từ khí ăn mòn, lập tức rất là kinh ngạc hỏi một chút mới biết được những người này trên người có cái gì phá u phù là từ thượng thanh tông cái kia sở lột ra luyện chế cảnh dương bình lập tức tìm được sở kiếm thu thương lượng mua sắm phá u phù sự nghi sở kiếm thu nghe xong có mới đơn đặt hàng tới cửa lập tức liền tới hứng thú lấy ra phá u phù tới nói phá u phù một đại thông chỗ tốt cảnh dương bình mặt không thay đổi nhìn xem cái này nước miếng văng tung tóe ra hòa hận không thể một quyền rút hàng này trên mặt mẹ nó này rõ ràng chính là ngũ giai hạ phẩm linh phù nhưng phải ngũ giai thượng phẩm pháp bảo tới hối đoái lấn hắn không biết linh phù không thành mẹ nó đây quả thực là đoạt tiền bất quá dù cho cảnh dương bình tâm bên trong căm tức đi nữa cũng không thể không nắm lỗ mũi thụ bởi vì nếu muốn ở u minh tộc tập kích phía dưới sống sót sở kiếm thu phá u phù cơ hồ là ắt không thể thiếu ngắm cảnh huynh bộ dáng này hiển nhiên là bị những cái kia tử khí ăn mòn không nhẹ ta chỗ này còn có khư minh phù chỉ cần ngũ giai pháp bảo cực phẩm hoặc giống nhau giá trị bảo vật tới hối đoái liền có thể lĩnh đi một đạo khư minh phù bao bà cảnh huynh trên người những cái kia tử khí loại trừ đến không còn một mảnh sở kiếm thu tiếp tục nói nghe được sở kiếm thu lời này cảnh dương bình lập tức không khỏi khẽ giật mình vội vàng nói ngươi nói là sự thật thật có thể loại trừ trên người ta những thứ này tử khí hắn bị những thứ này từ khí ăn mòn đã khốn nhiễu rất lâu dù cho lấy thực lực của hắn cũng đồng dạng khó mà đem những thứ này từ khí loại trừ sạch sẽ những thứ này từ khí tại thôn phệ hết trên người hắn sinh cơ sau đó càng ngày càng lớn mạnh nếu là lâu dài tiếp tục như vậy mà nói hắn tất nhiên sẽ càng ngày càng suy yếu cuối cùng cả người sinh cơ đều bị thôn phệ không còn một mống nếu là có có thể loại trừ trên người hắn tử khí biện pháp đừng nói là ngũ giai cực phẩm pháp bảo cho dù là lại chân quý bảo vật hắn cũng sẽ lấy ra dù sao đây là đề cập tới sinh tử sự tình đó là tự nhiên nếu như không có hiệu quả ta có thể trả tiền lại hết sở kiếm thu vỗ ngực bảo đảm nói ngươi trước tiên cho một đạo khư minh phù ta thử xem nếu có hiệu quả chúng ta liền mua một cái 500 đạo cảnh Dương Bình nửa tin nửa ngờ đạo. Sở kiếm thu nhìn thấy gia hỏa này đáp ứng sảng khoái như vậy, ngay cả giá cả đều không giảng. Trong lòng lập tức đại hỉ, đây là một cái dê béo A, sở kiếm thu vội vàng lấy ra một đạo khư minh. Phù đưa cho cảnh Dương Bình nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cảnh Dương Bình sắc mặt không khỏi cứng đờ. Mặt đen lên lấy ra một kiện ngũ giai pháp bảo cực phẩm, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới thế giới này bên trên. Sở kiếm thu ngược lại là không để ý đến cảnh Dương Bình ngoan thoại uy hát yêu ta. Chỉ cần cảnh Dương Bình trả tiền, phóng nhiều hơn nữa ngoan thoại cũng không đáng kể. Ngược lại nghe xong những thứ này ngoan thoại, hắn lại sẽ không rơi một lạng thịt. Cảnh Dương Bình cầm tới đạo kia khư minh phủ sau đó, dùng chân nguyên kích phát. Lập tức một vệt kim quang bao phủ ở trên người hắn trên thân những cái kia giống như như giòi trong xương âm u lạnh lẽo tử khí tại đạo kim quang. Này chiếu dọi xuống lập tức giống như băng tiết ngộ xuân dương đồng dạng cấp tốc tan rã Dây dưa nhiều ngày tai họa ngầm cuối cùng bị loại trừ sạch sẽ. Cảnh dương bình lập tức cảm giác toàn thân cao thấp từ chỗ không có nhẹ nhõm. Cái kia cỗ đè ở trong lòng bóng tối cuối cùng biến mất cảnh dương bình liếc mắt nhìn sở kiếm. Thu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Sở Kiếm Thu nhìn thấy cảnh Dương Bình đã bị loại trừ sạch sẽ tử khí. Lập tức không khỏi vừa cười vừa nói, "Như thế nào? Hiệu quả tạm được ta Sở Kiếm Thu làm ăn từ trước đến nay giá cả vừa phải, hàng đẹp giá rẻ. Già trẻ không gạt." Cảnh Dương Bình phất tay cắt đứt Sở Kiếm Thu thổi phồng, bàn tay xòe ra. Trong tay xuất hiện một cái quyển trục, "Ngươi xem một chút cái này, cuốn Tiên Thiên cấp biệt võ học có thể đổi lấy ngươi bao nhiêu phá u phù?" cùng Khư Minh phù. Sở Kiếm Thu nghe vậy, trong lòng lập tức kịch chấn, tiên thiên cấp biệt võ học, đây là ý gì? Chẳng lẽ là thiên giai bên trên võ học? Sở Kiếm Thu mặc dù tiến vào Thượng Thanh Tông đã tiếp cận thời gian 3 năm, nhưng mà hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện, hơn nữa bởi vì thân phận có hạn, cũng không thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn điển tịch. Cho nên Sở Kiếm Thu chỉ biết là công pháp võ học chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai đến nỗi thiên giai bên trên võ học phân cấp, sở kiếm thu nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù hắn cũng tiếp xúc qua không thiếu phẩm giai cực cao võ học. Tỉ như tiểu ngũ hành kiếm trận cùng tiểu thiên diệp thủ. Nhưng mà hắn cũng chỉ biết đây là thiên giai bên trên võ học. Cũng không biết đến tột cùng ở vào cái gì phẩm giai. mươi 686 tử hồng lôi quang độn. Mặc dù có một chút võ học điển tịch bản thân cũng sẽ ghi chép hắn võ học phẩm giai nhưng mà đại đa số võ học điển tịch cũng sẽ không chứng minh chính mình phẩm giai đẳng cấp nhất là những cái kia phẩm giai cực cao võ học cho nên một môn võ học phẩm giai đẳng cấp số đông thời điểm đều dựa vào người tu luyện kiến thức của mình để phán đoán hoặc cầm tới chuyên môn võ học đánh giá cơ quan thỉnh người đặc biệt tới giám định đương nhiên nếu như là trong tông môn võ học điển tịch thì tông môn chấp sự nhân viên tự nhiên sẽ đem đủ loại võ học điển tịch dựa theo khác biệt đẳng cấp phân loại hảo, lấy thuận tiện trong tông môn quản lý. Cảnh Dương Bình nhìn thấy Sở Kiếm Thu ngây ngẩn cả người. Cho là hắn bị Tiên Thiên cấp biệt võ học đẳng cấp trấn trụ, trong lòng lập tức một hồi hài lòng. Tiên Thiên cấp biệt võ học dù cho đặt ở Nam Châu bảy đại tông môn cũng có thể tính là cực kỳ. Chân quý bảo vật trấn tông, Cảnh Dương Bình sở dĩ cam lòng lấy ra như thế một quyển đẳng cấp. Cao như vậy võ học đó là bởi vì hắn đang bay Vân Tông di chỉ trong tàng kinh các nhận được không chỉ một cuốn tiên thiên cấp biệt võ học hơn nữa hắn lấy ra cái này cuốn võ học hắn đã từ lâu đón nhận trong đó truyền thừa lấy ra đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất rất lớn cho nên cảnh dương bình lấy ra cũng không có cảm giác như thế nào đau lòng tại cảnh dương bình xem ra cầm cái này cuốn hắn đã chiếm được truyền thừa võ học tới hối đoái sở kiếm thu linh phù có thể so sánh dùng pháp bảo hoặc là những bảo vật khác tới hối đoái có lời nhiều lắm thương nguyên lão đầu, cái này tiên thiên cấp biệt võ học tại thế giới của các ngươi thuộc về. Đẳng cấp gì? Sở kiếm thu ở trong lòng hướng cái kia áo đen lão giả hỏi. Áo đen lão giả nghe vậy lập tức không khỏi một hồi phiền muộn. Chẳng lẽ tiểu tử này thế giới kia tu hành thể hệ cùng hoang đạt đại lục tranh lệch như thế lớn? Sao, bất quá sở kiếm thu tất nhiên hỏi, hắn cũng không thể không đáp. Hoàng đạt đại lục võ học đẳng cấp chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai thiên giai bên trên nhưng là tiên thiên, tiên thiên phía trên nhưng là linh giai. Thiên giai công pháp đồng dạng chỉ có thể tu luyện tới thiên cương cảnh đỉnh phong. Cũng có một chút thiên tư chắc tuyệt thiên tài có thể bằng vào thiên giai công pháp đột phá đến. Thần biến cảnh, nhưng mà đại đa số võ giả muốn đột phá đến thần biến cảnh. Đều cần tu luyện tiên thiên cấp biệt công pháp. Tiên thiên cấp biệt công pháp, đang bay vân tông cũng coi như được là trọng yếu hơn võ học. Áo đen lão giả nói sở kiếm thu nguyên bản cũng ngờ tới cái này cái gọi là tiên thiên cấp biệt hẳn là thiên giai bên trên cấp bậc lần này đi qua áo đen lão giả căn cứ chính xác thực cũng liền lại không nghi hoặc đối với cảnh dương bình lại có thể sẵn sàng lấy ra thiên giai bên trên công pháp tới cùng hắn trao đổi linh phù này ngược lại là để cho hắn ra ngoài ý liệu dù sao dựa theo áo đen lão giả thuyết pháp cái này tiên thiên cấp biệt công pháp thế nhưng là có thể tu luyện trí thần biến cảnh vô thượng Chí bảo, mặc dù cảnh Dương Bình lấy ra quyển trục này là võ kỹ mà không phải luyện khí công. Pháp, nhưng mà có thể đạt đến tiên thiên cấp biệt võ kỹ cũng đủ để nhìn ra chỗ chân quý của nó. Tất nhiên cảnh Dương Bình đều như vậy có thành ý. Sở kiếm thu cũng không muốn làm thịt hắn quá ác. Đã ngươi có thành ý như vậy, vậy bản công tử liền cho ngươi cái giá yêu đãi. Cái này cuốn tiên thiên cấp biệt võ học liền đổi 500 nói toạc ra u phù cùng 500 đạo. Khử minh phù tốt. Sở kiếm thu nói, 500 nói toạc ra u phù cùng 500 đạo khử minh phù. Đây chính là 1.000 đạo ngũ giai linh phù, mặc dù 1.000 đạo ngũ giai linh phù giá trị đồng. Dạng cực kỳ to lớn, nhưng mà cùng tiên thiên cấp biệt võ học so ra, vẫn có chút tranh lệch. Đối với sở kiếm thu cái này ra giá, cảnh Dương Bình mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng mà không có cách nào, bây giờ chiếm giữ quyền chủ đạo chính là sở kiếm thu cho dù hắn lại không tình nguyện cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận nếu như thực lực của hắn so với sở kiếm thu hơn xa mà nói hắn tất nhiên có thể dùng vũ lực cưỡng ép bức bách sở kiếm thu đi vào khuôn khổ thậm chí trực tiếp đoạt sở kiếm thu linh phù cũng có thể nhưng mấu chốt là sở kiếm thu cảnh giới mặc dù so với hắn thấp hai cái cấp độ nhưng mà trên thực lực lại cùng hắn không sai biệt nhiều thậm chí hơi yếu cũng sẽ không yếu quá nhiều, nếu như đối với sở kiếm thu động thủ. Hắn cũng không có trăm phần trăm chắc chắn có thể chiến thắng sở kiếm thu. Vạn nhất để cho sở kiếm thu chạy trốn, bọn hắn không chiếm được phá u phù không nói. Còn không công đắc tội sở kiếm thu cái này thực lực cường đại cường giả. Cho nên cảnh Dương Bình mặc dù cũng nghĩ qua dùng vũ lực tới cưỡng chế. Ít nhất huy hát yêu ta một chút sở kiếm thu, để cho hắn linh phù bán được yêu đãi một điểm nhưng mà liên tục cân nhắc phía dưới cảnh dương bình vẫn là không có làm như vậy bởi vì liền hắn đều không dám xác định làm như vậy sau đó đến tột cùng sẽ dẫn tới bao lớn kết quả để cho an toàn vẫn là dựa theo sở kiếm thu thiết định giá cả bị hố một điểm liền bị hố một điểm a à, cùng lắm thì chờ ra bí cảnh sau đó lại tìm sở kiếm thu tính sổ sách như là đã tiếp cảnh dương bình đơn đặt hàng Sở kiếm thu liền tiến vào tàu thương tiết cái kia trong lều vải luyện chế khiêng linh cữu đi. Phù tới. Hắn luyện chế linh phù lúc tự nhiên không thể để người khác trông thấy hắn thủ pháp luyện chế. Bằng không, những người này một khi biết hắn luyện chế những thứ này linh phù dễ dàng như vậy. Muốn lại thịt bọn họ mà nói, liền không có dễ dàng như vậy. Còn tốt tàu thương tiết mang theo trong người như thế một cái lều vải loại pháp bảo để cho hắn làm việc thuận tiện không thiếu bằng không thì hắn vì làm việc ẩn núp mà nói lại phải xài tốn thời gian tới đặc biệt luyện chế một cái loại này cùng loại pháp bảo tại bây giờ loại này trước mắt phía dưới có thể tiện lợi liền tận lực tiện lợi một chút sở kiếm thu hao tốn thời gian một ngày một đêm luyện chế ra số lớn phá u phù cùng khử minh phù lần này tất nhiên luyện chế hắn liền dứt khoát luyện chế nhiều một ít một hơi luyện chế ra hơn 5.000 đạo linh phù, 2.500 đạo phá u phù cùng 2.500 đạo khử minh phù. Ngược lại những thứ này linh phù cũng là bán chạy phẩm. Hắn căn bản cũng không sầu lượng tiêu thụ. Nói không chừng đằng sau còn có thể gặp phải huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc võ giả. Lại có thể kiếm một món hời đâu. Sở kiếm thu luyện chế xong linh phù sau đó. Đem 500 nói toạc ra u phù cùng 500 đạo khử minh phù giao cho cảnh Dương Bình từ trong cảnh Dương Bình tay nhận lấy cái kia cuốn tiên thiên cấp biệt võ học. Sau khi lấy ra cái này cuốn võ học, sở kiếm thu không kịp chờ đợi bày ra quyển trục. Chỉ thấy quyển trục ngoài cùng bên phải nhất viết tử hồng lôi quang độn năm cái chữ lớn, sở kiếm. Thu nhanh chóng xem một lần môn võ học này, trong lòng mừng rỡ không thôi. Môn này tử hồng lôi quang độn quả thực là vì chính mình chế tạo riêng công pháp. Tử hồng lôi quang độn là một môn độn pháp cùng chia 7 tầng sau khi luyện thành sẽ thu được không có gì sánh kịp tốc độ nếu là tu luyện đến chỗ cao nhất thậm chí tốc độ có thể chân chính cùng lôi điện sánh ngang bất quá môn võ học này tu luyện lại cũng không dễ dàng một bước mấu chốt nhất chính là cần đầu tiên lĩnh ngộ lôi điện chi lực sở kiếm thu bản thân liền dung hợp phệ lôi châu hơn nữa còn lĩnh ngộ lôi chi chân ý này đối người khác mà nói một bước khó khăn nhất tại ở đây sở kiếm thu ngược lại không thành vấn đề gì môn võ học này một khi luyện thành đối với thực lực của mình tăng trưởng sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ bất quá sở kiếm thu mặc dù kích động trong lòng vô cùng hận không thể lập tức liền tu luyện môn võ học này nhưng mà sở kiếm thu cũng biết trước mắt không phải lúc tử hồng lôi quang độn trình độ phức tạp không thua tiểu ngũ hành kiếm trận cùng tiểu thiên diệp thủ muốn tìm hiểu thấu đáo đều không phải là một chuyện dễ dàng chương 687 Sten các xuất động. Vô số âm u lạnh lẽo đen như mực tử khí lượn quanh u minh trong điện. Tư thản tạp tiếp thu được ra liệt áo truyền đến tin tức sau đó, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Quả thực là một đám phế vật thậm chí ngay cả một đám chỉ là nguyên đan cảnh sâu kiến đều không? Giải quyết được còn nhập vào nhiều cái tính mạng như vậy. Tư thản tạp tại trong điện của U Minh cũng lại không ở lại được phi thân ra U Minh điện tự mình đi tới chặn lại những cái kia tiến vào trong bí cảnh nhân tộc võ giả. Bởi vì trước mắt loại tình huống này đã để hắn không thể coi thường, cho đến bây giờ. Những cái kia đi tới chặn giết tiến vào thế giới này mảnh vụn nhân tộc võ giả U Minh tộc đã. Chết dòng dã 300 người. 300 tên U Minh tộc nhân, cái này đã tiếp cận đóng giữ thế giới này mảnh vụn U Minh tộc nhân. Một phần ba tư thản tạp tại lên đường đồng thời. Đã hạ lệnh còn tại địa phương khác tần sát, U Minh tộc toàn bộ chạy tới chặn giết những này. Nhân tộc võ giả, Tư Thản Tạp trong lòng nổi giận thì nổi giận, nhưng mà đồng dạng trong lòng cũng dâng lên một cỗ cực lớn cảnh giác. Bởi vì từ gia liệt áo truyền lại tới những cái kia trong tin tức Tư Thản Tạp biết được. Những này nhân tộc võ giả sở dĩ có thể đánh giết nhiều như vậy U Minh tộc, chủ yếu là bởi vì một cái cổ quái thiếu niên đưa đến cái này cổ quái thiếu niên không những có lôi đình chi lực. Hỏa diễm chi lực loại này chuyên môn khắc chế bọn hắn u minh tộc sức mạnh. Hơn nữa tại thiếu niên này thể nội, còn có một cỗ có thể thôn phệ u minh chi lực lực lượng kinh khủng. Không chỉ mình như thế, cái này cổ quái thiếu niên còn có thể luyện chế hai loại linh phù. Một loại có thể ngăn cản bọn hắn u minh tử khí, một loại khác thì có thể loại trừ u minh tử khí. Chính là bởi vì có hai loại linh phù lúc này mới làm cho này nhân tộc võ giả không còn e ngại bọn hắn U Minh tộc U Minh tử khí. Sau khi đã mất đi U Minh tử khí cái này một cái trọng yếu nhất thủ đoạn. U Minh tộc đối mặt đông đảo nhân tộc võ giả liền không có ưu thế áp đảo. Bởi vì bọn này tiến vào thế giới này mảnh vụn nhân tộc võ giả cũng không phải là võ giả bình. Thường, mỗi một cái cũng là chiến lực cực kỳ khủng bố thiên tri kiêu tử tăng thêm số lượng đông đảo, không có U Minh tử khí uy hát Iota sau đó. Bọn hắn U Minh tộc cũng không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Sau khi thu đến ra liệt áo những tin tức này, tư thản tạp liền quyết định tự mình ra tay đánh giết cái kia cổ quái thiếu niên. Bởi vì từ ra liệt áo trong miêu tả, thiếu niên này cơ hồ trời sinh chính là bọn hắn U Minh tộc đại địch. Trên thân có đủ loại sức mạnh không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn U Minh tộc khắc tinh tư thản tạp trước mắt còn không biết những này nhân tộc võ giả đến tột cùng là từ đâu tới nhưng vô luận hắn là thuộc về phương nào thế lực trên thân tất nhiên nắm giữ như thế đông đảo khắc chế u minh tộc sức mạnh tư thản tạp liền không thể để cho hắn sống sót bằng không một khi để cho thiếu niên này trưởng thành sau đó chỉ sợ về sau sẽ là u minh tộc đại địch sở kiếm thu cũng không biết cái bí cảnh này bên trong tồn tại khủng bố nhất đã để mắt tới hắn còn tại một bên gấp gáp một bên bán linh phù bây giờ cách bí cảnh cửa vào cũng không xa nhiều nhất còn có ba ngày lộ trình liền có thể đuổi tới bí cảnh trong cửa vào thông qua cái kia bí cảnh thông đạo trở về nam châu bất quá mặc dù đã tiếp cận bí cảnh lối vào nhưng mà sở kiếm thu trong lòng lại không có chút nào buông lỏng bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay tập kích bọn họ u minh tộc càng ngày càng nhiều mặc dù bọn hắn có phá u phù chống lại u minh tử khí ăn món, nhưng mà những thứ này u minh tộc thực lực của bản thân liền không kém. dù cho không có u minh tử khí tình huống phía dưới vẫn như cũ là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. ở đối phương số lượng vẫn còn tương đối không bao lâu, bọn hắn hãy còn có thể bằng vào nhiều người để thủ thắng, nhưng mà theo u minh tộc số lượng cũng bắt đầu nhiều sau đó, bọn hắn lập tức liền lâm vào thế yếu. Tại U Minh tộc không ngừng tập kích phía dưới, bọn hắn mỗi ngày đi được cực chậm. Vốn là chỉ cần 3 ngày liền có thể đi hết đường đi, hiện tại bọn hắn đã đi 3 ngày. Lại chỉ là đi một nửa đường đi. Dựa theo trước mắt loại tốc độ này, bọn hắn muốn đến bí cảnh cửa vào. Phải chả phải tiếp tục đi 3 ngày, bất quá trong 3 ngày qua. Bọn hắn lại lần lượt mà gặp huyết ảnh liên minh võ giả cùng yêu tộc võ giả huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc võ giả so với bọn hắn Nam Châu liên minh võ giả tình huống. Đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, tại vừa tiến vào trong bí cảnh thời điểm. Huyết ảnh liên minh võ giả gần tới 8.000 người, yêu tộc cũng có gần tới 7.000 đại yêu. Nhưng là bây giờ, huyết ảnh liên minh võ giả chỉ còn lại 2.000 người không đến. Mà yêu tộc cũng tương tự còn lại không đến 1.000 đại yêu, Nam Châu liên minh bên này còn lại. Võ giả cũng chỉ là hơn 1.000 một, một điểm, so huyết ảnh liên minh kém một chút. So yêu tộc tình huống tốt một chút. Bây giờ tam phương thế lực cộng lại còn thừa nhân số đều không đủ 5.000 người. Mà lúc trước vừa tiến vào trong bí cảnh lúc thế nhưng là dòng dã có hơn hai vạn tên võ giả. Thiệt hại nhân số đạt đến 3 phần tư. Lần này bí cảnh lịch luyện thám hiểm. Nam Châu võ giả thiệt hại không thể bảo là không thảm trọng sau khi gặp huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc võ giả, sở kiếm thu tự nhiên lại bắt đầu khai triển hắn bán phù đại nghiệp. Đối với sở kiếm thu bán ra phá u phù cùng khử minh phù cho huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc võ. Giả, Nam Châu trong liên minh có rất nhiều người là phản đối. Dù sao huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc xưa này cũng là Nam Châu liên minh sinh tử đại địch. Nhất là huyết ảnh liên minh cùng Nam Châu liên minh ở giữa oán hận chất chứa cực sâu. Huyết ảnh liên minh võ giả thiệt hại càng nhiều đối bọn hắn Nam Châu liên minh tới nói lại càng có lợi. Không nên bán ra những thứ này linh phù đến giúp đỡ bọn hắn, bất quá những thứ này thanh âm phản đối rất nhanh liền bị ép xuống, bởi vì hiện tại bọn hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải huyết ảnh liên minh, mà là những cái kia âm u lạnh lẽo tà ác sinh linh, bây giờ vô luận là huyết ảnh liên minh vẫn là Nam Châu liên minh võ giả, chuyện quan trọng nhất là vẫn còn sống đi ra cái bí cảnh này tại loại này ngoại địch vây quanh cục diện phía dưới huyết ảnh liên minh cũng sẽ không ngu đến mức dưới loại tình huống này còn đối bọn hắn nam châu người trong liên minh động thủ bây giờ bán những thứ này linh phù cho huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc tăng cường thực lực của bọn hắn cũng có trợ giúp cùng một chỗ đối phó u minh tộc tăng thêm đám người hy vọng sống sót đương nhiên sở kiếm thu bán cho huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc linh phù giá cả tự nhiên không có khả năng cùng bán cho nam châu liên minh võ giả một dạng bán cho nam châu liên minh võ giả phá u phù là một kiện ngũ giai pháp bảo thượng phẩm hay là giá trị ngang hàng bảo vật nhưng mà bán cho huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc võ giả một đạo phá u phù lại là cần một kiện ngũ giai pháp bảo cực phẩm hay là giá trị ngang hàng bảo vật nam châu liên minh mọi người thấy huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc võ giả cái kia xanh xám vô cùng sắc mặt lập tức không khỏi một hồi thương hại đồng thời bọn hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai sở lột ra đối bọn hắn đã coi như là hạ thủ lưu tình mặc dù sở kiếm thu linh phù bán ra giá trên trời nhưng mà vì mình tính mệnh suy nghĩ những võ giả này lại không thể không nhịn lấy đau thấu tim gan mua sắm sở kiếm thu phá u phù nếu như là khi tiến vào bí cảnh lời khi trước Bọn hắn táng ra bại sản đều khó có khả năng mua được sở kiếm thu phá u phù. Bởi vì trước khi tiến vào bí cảnh, đại đa số người bọn hắn liền ngũ giai hạ phẩm pháp bảo cũng không có. Lại càng không cần phải nói ngũ giai cực phẩm pháp bảo. Chương 688 chủ động xuất kích. Bất quá cho dù bọn họ tiến vào bí cảnh sau đó lấy được không thiếu bảo vật, nhưng cũng không phải là người người đều có thể nhận được ngũ giai pháp bảo cực phẩm cao cấp như vậy pháp bảo không có ngũ giai pháp bảo cực phẩm đám người chỉ có thể dùng những bảo vật khác tới hối đoái mặc dù bọn hắn tại trong cái bí cảnh này lấy được bảo vật không thiếu nhưng mà trải qua sở kiếm thu phen này bóc lột sau đó một bộ phận lớn bảo vật đều chảy vào sở kiếm thu trong túi hách liên miểu cùng viên phi nhìn xem lấy tiền thu đến mỏi tay sở kiếm thu trong đôi mắt thoáng qua sát cơ nồng nặc bọn hắn xem như nam châu số một thiên tri kiêu tử lúc nào bị người khác như thế bóc lột qua chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã hơn nữa sở kiếm thu lấy được như thế đông đảo bảo vật cũng trêu đến bọn hắn mười phần đỏ mắt nếu như đem sở kiếm thu cướp giết bọn hắn lấy được bảo vật sẽ khó có thể tưởng tượng không nói là hách liên miểu cùng viên phi cho dù là cảnh dương bình cái này cùng là nam châu liên minh nắm nguyệt tông đệ tử đồng dạng đối với sở kiếm thu động tâm tư chỉ bất quá hắn dù sao cũng là chính đạo tông phái người dù cho đối với sở kiếm thu động cướp giết tâm tư cũng sẽ không trắng trợn biểu lộ ra trừ phi hắn có nắm chắc trực tiếp đánh giết sở kiếm thu cùng với đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều đánh giết bằng không chỉ cần có một người đào thoát hắn thì không cần an bình một khi tin tức bị Nam Châu Liên minh đội chấp pháp biết được. Cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị Nam Châu Liên minh đội chấp pháp truy sát đối với hách liên miểu. Viên phi cùng cảnh Dương Bình ba người tâm tư, sở kiếm thu tự nhiên cũng có thể suy đoán được. Bất quá dù cho biết ba người này muốn cướp giết hắn. Sở kiếm thu cũng không e ngại, lấy trước mắt hắn thực lực dù cho so ba người hơi yếu một bậc nhưng mà ba người muốn giết hắn cũng tuyệt đối không thể dù cho ba người liên thủ cũng đồng dạng không giết được hắn hắn mặt ngoài thực lực mặc dù so ba người hơi yếu nhưng mà nếu là bàn về thực lực tổng hợp mà nói tăng thêm các loại át chủ bài hẳn là sẽ so ba người đều muốn càng tăng mạnh hơn bên trên một bậc đương nhiên sở kiếm thu cũng không có chắc chắn có thể đánh giết ba người này hắn có đủ loại đủ kiểu bảo mệnh át chủ bài ba người này xem như nam châu thế hệ này cao cấp nhất thiên tri kiêu tử sở kiếm thu cũng không tin tưởng bọn họ sẽ không có bảo mệnh át chủ bài bình thường đối với loại người này dù cho có thể đánh bại nhưng mà muốn giết chết mà nói rất khó hách liên miểu cùng viên phi nhìn chằm chằm sở kiếm thu nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn là không có động thủ nếu như là tại bí cảnh phía ngoài mà nói bọn hắn không nói hai lời sẽ trực tiếp đối với sở kiếm thu động thủ đến nỗi có thể hay không giết chết sở kiếm thu đoạt được bảo vật mấy người động thủ một lần sau đó lại nói nhưng mà ở đây tình huống cũng không giống nhau một khi bọn hắn cùng sở kiếm thu liều đến lưỡng bại câu thương gặp lại u minh tộc tập kích như vậy bọn hắn sẽ một cái đều không sống nổi sự tình không nhất thời vội vã đợi đến ra bí cảnh sau đó bọn hắn có bó lớn cơ hội đối phó sở kiếm thu không cần thiết ở đây cùng sở kiếm thu liều đến ngươi chết ta sống vô cớ làm lợi những cái kia u minh tộc sau khi các phương thế lực tụ hợp cùng một chỗ tăng thêm sở kiếm thu đẩy ra phá u phù nam châu võ giả thực lực lập tức tăng nhiều tại ứng đối u minh tộc phương diện lúc cũng dần dần chiếm thượng phong u minh tộc sau khi ăn xong thiệt thòi lớn sau đó cũng sẽ không tùy tiện công kích nam châu võ giả mà là dần dần tụ tập tại nam châu võ giả cách đó không xa yên lặng giám thị lấy nam châu võ giả động tĩnh theo những cái kia u minh tộc càng tụ càng nhiều đám người cũng càng ngày càng kinh hãi áp lực cực lớn giống như mây đen giống như bao phủ đang lúc mọi người trên đầu đám người có phá u phù sau đó mặc dù không còn e ngại những cái kia u minh tử khí nhưng mà đang cùng u minh tộc thời điểm chiến đấu sở dĩ có thể chiếm thượng phong cũng là dựa vào số lượng giành thắng lợi. Một khi U Minh tộc số lượng nhiều, cho dù bọn họ có thể ngăn cản được U Minh từ khí ăn món, cũng như cũng ngăn cản không nổi U Minh tộc công kích. Mà xem ra, những thứ này U Minh tộc là tính toán đợi đến nhân số nhiều sau khi thức dậy. Lại thống nhất phát động công kích này đối Nam Châu võ giả tới nói. Thế nhưng là một cái cực kỳ tin tức hỏng bét nam châu võ giả đoán không sai những thứ này u minh tộc đích thật là tính toán đợi đến tất cả u minh tộc tập hợp đủ sau đó lại thống nhất phát động công kích bọn hắn tại lúc mới bắt đầu bởi vì đối với những người này tộc võ giả trong lòng còn có khinh thị cho nên từ địa phương khác chạy đến một nhóm u minh tộc liền lập tức đối với những người này tộc võ giả phát động công kích nhưng ở từng tràng chiến đấu qua sau mặc dù bọn hắn cũng đánh chết không ít nhân tộc võ giả nhưng mà cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Trước trước sau sau bỏ ra gần tới 300 tên u minh tộc tính mệnh. Nhất là ở phía sau, những võ giả này tại sử dụng một loại cổ quái linh phù sau đó. Bọn hắn ăn thiệt thòi càng lớn. Sau khi lần lượt ăn thiệt thòi, những thứ này u minh tộc liền không tiếp tục hành động thiếu. Suy nghĩ, những cái kia từ địa phương khác mới chạy tới u minh tộc mặc dù không có được chứng. Kiến những võ giả này sử dụng phá u phù uy lực nhưng mà tại cái khác U Minh tộc khuyên can phía dưới, cũng tạm thời án binh bất động. Chờ đợi khác U Minh tộc đến sau đó lại nói. Tại loại này tình thế nghiêm trọng phía dưới. Đám người không thể không nghĩ ra một chút mới sách lược. Thừa dịp những cái kia U Minh tộc tụ tập phải trả không tính rất nhiều. Đám người một phen thương nghị phía dưới, quyết định chủ động xuất kích. Mấy ngàn tên võ giả hướng về kia hai ba trăm tên U Minh tộc xung kích đi qua những cái kia u minh tộc có nhiều hơn một nửa cũng là mới chạy tới phía trước cũng không có được chứng kiến những võ giả này chiến lược sở dĩ không có đi công kích nam châu võ giả chẳng qua là bởi vì nhận được mệnh lệnh tạm thời án binh bất động cũng không đại biểu bọn hắn thật sự đối với nam châu võ giả e ngại bây giờ nhìn thấy những này nhân tộc võ giả thế mà chủ động hướng bọn hắn phát động công kích lấy những thứ này u minh tộc ngạo khí tự nhiên nhẫn nhịn không được Mặc dù đối phương số lượng mấy chục lần tại phe mình, nhưng mà sâu kiến nhiều hơn nữa. Cũng vẫn là một bầy kiến hôi, bọn hắn căn bản cũng không đem những con kiến hôi này để vào mắt. Mà những cái kia được chứng kiến những này nhân tộc võ giả chiến lực u minh tộc mặc dù nghĩ tạm thời rút lui, nhưng mà bởi vì có hơn phân nửa u minh tộc hướng về kia chút sông tới Nam Châu. Võ giả sông tới, bọn hắn cũng không thể không cùng theo nghênh chiến. Bởi vì căn cứ bọn hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, nếu như cái kia hơn 100 tên u minh tộc tự mình nghênh chiến cái này mấy ngàn người tộc võ, giả mà nói, kết quả sau cùng rất có thể là bị toàn diệt, song phương rất nhanh gặp nhau. Kịch liệt đánh nhau, kịch liệt vô cùng chiến đấu đánh phương viên mấy trăm dặm bầu trời đều cơ hồ sụp đổ. Vô số cuồng bạo vô cùng khí lãng khiến cho mấy trăm dặm khí lưu hỗn loạn vô cùng. Trận này thảm thiết chiến đấu qua sau, hơn 300 tên U Minh tộc tử thương hơn phân nửa. Nam Châu võ giả bên này cũng bỏ lại hơn 1.000 tên võ giả thi thể. Thương vong gần tới U Minh tộc gấp 10, Nam Châu võ giả bên này vốn là còn gần tới 5.000. Người, bây giờ chỉ còn lại 4.000 người không đến. Thượng Thanh Tông cùng Thiên Hương lâu bên này bởi vì chiến trận phối hợp chặt chẽ, tăng thêm sở kiếm thu giao cho bọn hắn không ít cửu thiên thần cháo phù cùng ly long hỏa phù. Dưới trận chiến đấu này tới, Thượng Thanh Tông không chỉ mình chảm địch nhiều nhất. Hơn nữa thương vong cơ hồ là linh. Tại trước khi chiến đấu, Thượng Thanh Tông còn lại hơn 200 người, tại chiến đấu sau đó. Như cũ còn lại hơn 200 người. mươi 689 sinh tử tình thế nguy hiểm. Trận chiến đấu này đi qua, những cái kia u minh tộc không còn dám sát gần như vậy tới giám thị. Nam Châu võ giả, mà Nam Châu võ giả cũng thừa cơ hội này bằng nhanh nhất tốc độ gấp rút lên. Đường, một trận chiến này bọn hắn mặc dù đánh lui U Minh tộc, nhưng mà cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Chỉ là 300 tên U Minh tộc liền để bọn hắn bỏ ra bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Nếu như những thứ tạ ác này sinh linh số lượng nhiều hơn nữa. Bọn hắn thật sự muốn toàn bộ viết di trúc ở đây rồi, lại qua hai ngày. Đám người rốt cuộc đã tới bí cảnh lối vào. Nhìn phía xa cái kia không gian vòng xoáy, đám người còn đến không kịp vui sướng. Một trái tim lập tức liền trầm xuống, bởi vì ở đó không gian vòng xoáy phía trước. Tụ tập dậm dạp chẳng chịt U Minh tộc, thô sơ giản lược đoán chừng. Những thứ này U Minh tộc số lượng đạt đến hơn 600 tên. Bọn hắn cho tới bây giờ không có một lần tính chất gặp qua như thế đông đảo U Minh tộc. Dậm rạp chằng chịt u minh tộc toàn thân tản mát da đen như mực âm lãnh tử khí tràn ngập phương. Viên mấy trăm dặm bầu trời, khiến cho cái này mấy trăm dặm bầu trời đen đậm như mực. Giống như ngày tận thế tới giống như kinh khủng. Những thứ này u minh tộc số lượng chẳng những càng nhiều, hơn nữa thực lực càng mạnh hơn. Lúc trước gặp được những cái kia u minh trong tộc, cảnh giới cao nhất bất quá là thiên cương cảnh ngũ trọng. Nhưng mà bây giờ tại phía trước xuất hiện u minh tộc, không chỉ chỉ có thiên cương cảnh lục trọng, thậm chí còn có thiên cương cảnh thất trọng cảnh giới. nhìn thấy đối diện u minh tộc cỗ này sức mạnh vô cùng cường đại. trong lòng mọi người nổi lên một hồi sâu đậm tuyệt vọng, lực lượng cường đại như vậy, bọn hắn đánh như thế nào? sở kiếm thu liếc mắt nhìn đối diện, sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. một cỗ trầm trọng vô cùng áp lực đè ở trong lòng sở sư đệ, đợi lát nữa chính ngươi có thể chạy trốn ra ngoài mà nói, liền tận lực chạy đi a à. Không cần phải để ý đến chúng ta. Hồ Diên Duệ Trạch nhìn xem đối diện những cái kia rậm rạp chẳng chịt u minh tộc. Có chút vô lực nói, tại nhìn thấy những thứ này số lượng đông đảo u minh tộc một khắc này. Hồ Diên Duệ Trạch đã không ôm ấp còn sống hy vọng. Nhưng mà sở kiếm thu nhưng mặc kệ như thế nào đều phải sống sót. Sở kiếm thu thiên phú quá cường đại không cần nói tại thượng thanh tông trước nay chưa từng có cho dù ở toàn bộ nam châu cũng chưa bao giờ từng gặp thiên phú mạnh mẽ như vậy võ giả chỉ cần sở kiếm thu có thể sống ra ngoài cho dù bọn họ những người này toàn bộ đều chết ở đây thượng thanh tông cũng không tính thiệt hại quá lớn lấy sở kiếm thu cái kia vô cùng cường đại thiên phú chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành về sau tất nhiên sẽ trở thành một phương cự phách thậm chí trở thành có một không hai nam châu cường giả đều nói không chắc sở kiếm thu một người so với tất cả mọi người bọn họ đều trọng yếu nếu là sở kiếm thu chết ở chỗ này đối với thượng thanh tông mới là tổn thất lớn nhất mặc dù địch nhân thực lực cường đại nhưng mà nếu như không có bọn hắn liên lụy mà nói lấy sở kiếm thu thực lực sống sót chạy đi nên vấn đề không lớn sở huynh bảo trọng thượng thanh tông tương lai liền dựa vào ngươi chỉ tiếc về sau không thể cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu đường thiên lỗi vỗ vỗ bả vai sở kiếm thu có chút tiếc nuối nói hắn liếc mắt nhìn xa xa cái kia không gian vòng xoáy trong lòng có mấy phần không cam lòng cũng chỉ còn lại có cuối cùng một bước như vậy nghĩ không ra cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc bất quá cho dù hắn trong lòng dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế Bây giờ loại tình huống này, Sở Kiếm Thu tuyệt đối không thể lại chịu bọn hắn liên lụy. Bằng không, liền Sở Kiếm Thu đều sống không được. Bây giờ Thượng Thanh Tông thế hệ này đỉnh tiêm tinh anh toàn bộ tụ tập ở đây. Nếu như tất cả đều chết hết mà nói, đối với Thượng Thanh Tông ảnh hưởng sẽ khó có thể tưởng tượng. Cái này sẽ dẫn đến Thượng Thanh Tông truyền thừa tuyệt tự. Có lẽ trong thời gian ngắn đối với Thượng Thanh Tông thực lực ảnh hưởng sẽ không quá lớn nhưng mà đợi đến mấy chục trên trăm năm sau. Loại ảnh hưởng này liền sẽ từ từ hiển hiện ra, một cái tông môn có thể kéo dài cường đại. Chính là dựa vào một đời lại một đời máu mới tiếp nhận. Nếu như tân sinh sức mạnh biểu hiện bình thường mà nói. Tông môn liền sẽ từ từ hướng đi suy sụp, rất xa xôi cổ siêu cấp đại tông môn suy sụp. Cũng chính là bởi vì mới đệ tử khó mà kế thừa đời trước truyền thừa. Cho nên mới sẽ một đời lại một đời suy sụp xuống. Lần này nếu như sở kiếm thu có thể sống sót mà nói. Ít nhất còn có thể trở thành thế hệ này trụ cột. Không đến mức làm cho Thượng Thanh Tông xuất hiện tiệt tự tình huống. Đỗ hàm nhạn không thôi liếc sở kiếm thu một cái, bỗng nhiên nhào vào sở kiếm thu trong ngực. Cẩn thận ôm lấy sở kiếm thu, nghẹn ngào nói, sở sư huynh. Người về sau cũng không thể quên ta, sở. Kiếm thu lập tức không khỏi giờ khóc giờ cười nói, các ngươi làm cái gì vậy? khiến cho giống sinh ly tử biệt. Sở kiếm thu nhìn thấy tô nghiên hương mấy người cũng đang chờ nói từ biệt bộ dáng. Lập tức vội vàng đánh gãy, bây giờ còn chưa tới tình cảnh nghiêm trọng như vậy. Các người cũng trước tiên đừng như vậy nản trí. Sở kiếm thu vừa cười vừa nói. Tình thế trước mắt mặc dù nghiêm trọng, nhưng thật đúng là không có đến tình cảnh loại kia tuyệt cảnh, đám người nhìn thấy sở kiếm thu. Trên mặt nụ cười tự tin kia, lập tức không khỏi vui mừng chẳng lẽ sở kiếm thu thật có biện pháp giải quyết trước mắt cái khốn cục này sở sư huynh chẳng lẽ có biện pháp gì sao đỗ hàm nhạn lập tức nâng lên lượn quanh nước mắt mắt trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong dù sao có thể sống sót ai cũng không muốn chết nàng còn không có cùng sở kiếm thu kết thành chân chính vợ chồng đạo lữ đâu nơi nào cam lòng cứ như vậy chết cái này người buông ta ra trước sở kiếm thu tại trước mặt mọi người bị đỗ hàm nhạn dạng này ôm chặt lấy. Không khỏi có chút lúng túng nói. Đỗ hàm nhạn nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng thả ra sở kiếm thu. Nhẹ rủ xuống chán, trắng noãn như xanh thảm đầu ngón tay gắt gao rảo lấy góc áo. Sắc mặt một mảnh đỏ bừng, ngay cả bên tai đều đỏ phải nóng lên. Nàng vừa rồi nghe xong hô diên duệ trạch cùng đường thiên lỗi lời nói sau đó cho là lần này là chết chắc cho nên mới lớn mật làm ra cử động như vậy nếu đều phải chết nàng tự nhiên muốn chân quý cơ hội cuối cùng này cùng sở kiếm thu thật tốt thân cận một phen để tránh lưu lại tiếc nuối nhưng là bây giờ nghe sở kiếm thu lời này giống như sở kiếm thu còn có biện pháp giải quyết trước mắt cái khốn cục này cứ như vậy nàng trước mắt bao người ôm sở kiếm thu cái này cử động lớn mật liền có chút khiến nàng không đất dung thân Tô Nghiên Hương nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi âm thầm ảo não. Có chút oán hận chính mình vừa rồi thế mà không có bắt được cơ hội, ngược lại bị Đỗ Hàm nhạn cái con bé này cho giành trước. Sở Kiếm Thu nhìn xem đám người, vung tay lên. Lập tức hơn ngàn món đỉnh giai pháp bảo xuất hiện tại trước mặt. Những thứ này pháp bảo là ta căn cứ vào ta truyền thụ cho các ngươi chiến trận chuyên môn cải. Tạo, phía trên điêu khắc có đặc thù phù văn có thể làm cho các ngươi chân nguyên thông qua chiến trận phối hợp lại liên hệ phải càng thêm chặt chẽ phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ các ngươi trước tiên đem những thứ này pháp bảo cho mặc vào đi sở kiếm thu nhìn xem mọi người nói trong khoảng thời gian này hắn tại luyện chế những cái kia phá u phù đồng thời cũng một mực tại chế tạo lấy một bộ này chiến trận pháp bảo hắn tại trên trước đây cái hồ kia nguyên bản là nhận được mấy vạn kiện ngũ giai pháp bảo gần nhất thông qua bán linh phù lấy được pháp bảo cùng khác thiên tài địa bảo số lượng đông. Dạng cực kỳ to lớn. Thông qua nhiều như vậy thiên tài địa bảo cùng những cái kia số lượng cực lớn ngũ giai pháp. Bảo, sở kiếm thu muốn cải tạo ra bộ này chiến trận pháp bảo cũng không phải việc khó. chương 690 chiến trận chi uy. Kỳ thực sở kiếm thu bộ này chiến trận pháp bảo tại ba ngày trước liền đã cải tạo hoàn thành tại lần trước trận đại chiến kia bên trong hắn liền có thể lấy ra. Chỉ có điều sở kiếm thu cũng không muốn lá bài tẩy này nhanh như vậy mà bạo lộ ra. Để tại khẩn yếu trước mắt phát huy ra tác dụng trọng yếu. Nếu như quá sớm lấy ra, bị u minh tộc sự trước gặp biết, có phòng bị tình huống phía dưới. Liền không được đánh bất ngờ, một kích trí mạng hiệu quả, hơn nữa trận đại chiến kia mặc dù kịch. Liệt vẫn còn không đến dùng đến tình cảnh bộ này chiến trận pháp bảo lần trước trận đại chiến kia thượng thanh tông đệ tử mặc dù có chỗ thương tích. Thế nhưng là cũng không có người tử vong, mọi người thấy cái này hơn ngàn kiện tản ra cực lớn uy. Năng pháp bảo, không khỏi một hồi âm thầm kinh hãi. Đám người cũng không có trần chờ sau khi sở kiếm thu lấy ra những thứ này pháp bảo. Liền lập tức riêng phần mình lấy một bộ mặc vào. Cái này hơn ngàn món pháp bảo vừa vặn chia làm hơn 200 bộ sáu trang. Mỗi một bộ pháp bảo sáu trang đều bao quát áo giáp, bao cổ tay, mũ giáp cùng trường kiếm. Mỗi một bộ pháp bảo ở giữa bởi vì phía trên phù văn quan hệ, liên hệ phải cực kỳ chặt chẽ. Tựa như một thể, đám người mặc vào những thứ này pháp bảo sáu trang sau đó, vận chuyển chân nguyên. Chỉ cảm giác chân nguyên tại pháp bảo ở giữa vận chuyển như ý, lưu loát vô cùng. Trong lòng mọi người rung động khó có thể tưởng tượng. Mặc vào những thứ này pháp bảo sáu trang sau đó, bọn hắn cảm giác thực lực tăng vọt không chỉ gấp mấy lần chỉ có điều những thứ này pháp bảo sáo trang đối với chân nguyên tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt chỉ cần hơi chút vận chuyển chân nguyên bọn hắn cũng cảm giác thể nội chân nguyên giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra bị pháp bảo sáo trang hấp thu mà cái này còn không phải là những thứ này pháp bảo sáo trang tối làm bọn hắn giật mình chỗ tối làm bọn hắn giật mình là bởi vì sáu trang bên trên trạm phù văn. Bọn hắn cùng khác mặc vào sáu trang người giữa hai bên đều mơ hồ sinh ra hô ứng. Các ngươi trước tiên kết trận cảm thụ một chút hiệu quả. Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói, những đệ tử này nghe vậy, theo lời kết thành chiến trận. Chiến trận này một kết thành thời điểm, trong lòng bọn họ càng là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn bởi vì bọn hắn không chỉ mình cảm giác chân nguyên tại trên chính mình sáu trang pháp bảo ở giữa lưu loát tự nhiên liền chân nguyên tại cái khác mặc vào sáu trang đệ tử trên thân đồng dạng vận chuyển như ý những thứ này sáu trang tăng thêm chiến trận đem bọn hắn kết hợp trở thành một cái chân chính chỉnh thể bọn hắn thông qua những thứ này pháp bảo sáu trang có thể dễ dàng đem tất cả mọi người chân nguyên tụ tập cùng một chỗ lại oanh kích mà ra mấy trăm người chân nguyên tụ tập cùng một chỗ lại oanh kích ra ngoài cái này tạo thành lực phá hoại sẽ là cỡ nào cực lớn trong lòng mọi người khiếp sợ đồng thời lại là hưng phấn không thôi có những thứ này pháp bảo sáu trang cùng chiến trận bọn hắn lập tức lòng tin tăng mạnh bọn hắn lúc này có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút pháp bảo này sáu trang cùng chiến trận kết hợp lại uy lực đợi lát nữa chiến đấu một phát lên đại gia không cần ham chiến bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ một cái thông đạo, lập tức thông qua bí cảnh thông đạo rời đi. Sở Kiếm Thu nhìn xem đám người nghiêm túc nói, đám người nghe vậy đều cẩn thận đem Sở Kiếm Thu lời nói nhớ kỹ trong lòng. Dù sao đây là dính đến tài sản tính mệnh sự tình, đám người không dám qua loa. Lần này Sở Kiếm Thu cũng không có dự định đơn đả độc đấu. Đồng dạng mặc vào một bộ pháp bảo sáu trang, dung nhập đại trận bên trong. Một lần này chiến trận hắn muốn đích thân chỉ huy. Tại mọi người mặc vào những thứ này pháp bảo sáu trang sau đó. Chiến trận này cần triệu tập tất cả mọi người chân nguyên tập trung ở một người trên thân. Lại oanh kích ra ngoài. Khổng lồ như thế chân nguyên tụ tập nếu vì bài người thực lực không đủ cường đại. Nhục thân không đủ mạnh hung hãn mà nói. Rất dễ dàng sẽ bị những cái kia hội tụ chân nguyên trực tiếp no bão sở kiếm thu sở dĩ lựa chọn như thế thiết kế những cái kia phù văn cũng là xây dựng ở đối với nhục thân của mình cường độ đầy đủ tự tin trên cơ sở sở kiếm thu điêu khắc phù văn thời điểm cũng đã là đang chuẩn bị đích thân ra trận hắn những thứ này pháp bảo sáo trang cải tạo cùng với chiến trận này phù hợp nguyên bản là vì hắn chính mình chỗ lượng thân chế tác riêng đổi lại bất cứ người nào cũng không có hắn mạnh mẽ như vậy nhục thân đám người mặc hảo pháp bảo sáo trang sau đó, kết thành chiến trận. Tại sở kiếm thu sau lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời chuẩn bị cùng sở kiếm thu cùng nhau xuất kích. Nam Châu võ giả cùng U Minh tộc rằng co một hồi sau đó, tại một đoạn thời khác. Một cái thiên cương cảnh thất trọng U Minh tộc vung tay lên. Hạ công kích chỉ lệnh những cái kia U Minh tộc ở tên này thiên cương cảnh thất trọng U Minh tộc. Chỉ lệnh phía dưới, cấp tốc hướng Nam Châu võ giả bên này lao đến nam châu võ giả bên này cũng biết một trận chiến này tránh không được dù cho biết rõ hy vọng thắng lợi xa vời vẫn như cũ cắn răng sông về phía trước song phương rất nhanh liền lâm vào cực kỳ kịch liệt trong hỗn chiến sông sở kiếm thu quát lạnh một tiếng cũng dẫn theo thượng thanh tông đệ tử hướng về u minh tộc cấp tốc giết tới mười mấy tên u minh tộc chắn sở kiếm thu trước mặt trong đó còn bao gồm một cái thiên cương cảnh thất trọng u minh lực lượng cường đại như vậy đổi lại bất luận kẻ nào đều phải run rẩy. Sở Kiếm Thu lại không sợ hãi chút nào, thông qua thần niệm hạ đạt chỉ lệnh để cho đám người điều động chiến trận. Mọi người tại tiếp thu được Sở Kiếm Thu chỉ lệnh sau đó lập tức đem vận chuyển chân nguyên. Mấy trăm cỗ chân nguyên thông qua pháp bảo sáu trang bên trên phù văn hội tụ thành dòng lũ hướng Sở Kiếm Thu trên thân tụ tập tới sở kiếm thu lập tức cảm giác vô số chân nguyên giống như trường giang đại hà giống như mãnh. Liệt cuộn trào tràn vào trong cơ thể của mình, dù cho lấy nhục thể của hắn cường hãn. Lúc này vẫn như cũ bị cỗ này vô cùng to lớn chân nguyên chống nứt ra vô số đạo chi tiết vết dạn. Sở kiếm thu không dám chần chờ trường kiếm trong tay vung lên. Lập tức một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang từ trường kiếm trong tay của hắn bổ ra ngoài, đạo kiếm quang này cường đại cơ hồ đem chỗ đi qua không gian đều đánh thành hai nửa. Tên kia thiên cương cảnh thất trọng u minh tộc nhìn thấy đạo kiếm quang này uy lực lốp. Sắc mặt chợt đại biến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến tên này chỉ là nguyên đan. Cảnh bát trọng võ giả lại có thể bổ ra uy lực như thế kiếm quang. Từ đạo này tản ra hủy thiên diệt địa khí tức kiếm quang bên trên. Hắn cảm nhận được tử vong huy hát iota đạo kiếm quang này tới quá nhanh hắn muốn né tránh thời điểm đã không kịp chỉ có thể nhắm mắt giơ tay lên bên trong u minh mà khí hướng về đạo kiếm quang này bên trên Ngành đón tiếp lấy ầm vang một tiếng thật lớn cái kia thiên cương cảnh thất trọng u minh tộc căn bản là ngăn cản không nổi đạo này cực kỳ cường hãn kiếm quang trực tiếp bị đạo kiếm quang này đánh thành bột mịn đạo kiếm quang này tại oanh diệt cái kia thiên cương cảnh thất trọng u minh tộc sau đó thế đi không ngừng còn liên tiếp đem cái kia thiên cương cảnh thất trọng u minh tộc sau lưng mười mấy tên u minh tộc chém thành bột phấn lúc này mới chậm rãi tiêu thất nhìn thấy đạo này kiếm quang hủy thiên diệt địa một dạng uy lực vô luận là u minh tộc vẫn là nam châu liên minh võ giả đều tất cả đều kinh hãi hách liên miểu trong mắt hàn quang lấp lóe thượng thanh tông lúc nào nắm giữ khủng bố như thế chiến trận chỉ sợ đây càng nhiều vẫn là Sở Kiếm Thu dày vò đi ra ngoài đồ vật. Sau khi nhìn thấy đạo này hủy thiên diệt địa kiếm quang, Hách Liên Miểu trong lòng càng thêm kiên định đối với Sở Kiếm Thu tất sát quyết tâm. Sở Kiếm Thu biểu hiện thật sự là quá yêu nghiệt, nếu như lại để cho Sở Kiếm Thu trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành huyết ảnh liên minh một cái to lớn vô cùng tai họa ngầm. Chương 691: Chiến trận chi uy. Sở Kiếm Thu tại nhìn thấy đạo kiếm quang này uy lực sau đó, ngay cả mình đều ăn cả kinh, hắn mặc dù đoán được chiến trận này uy lực sẽ không nhỏ, nhưng mà cũng không nghĩ ra chiến trận này kết hợp hắn mới làm ra pháp bảo sáu trang lại có thể bộc phát ra uy lực khổng lồ như thế. Uy lực này cường đại, so với tự sử dụng lớn nhất đòn sát thủ Ly Long Thất Sát đại trận cũng cường đại hơn gấp mấy lần. Thượng Thanh Tông cùng Thiên Hương lâu đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời hưng phấn tới cực điểm lấy chiến trận này uy lực bọn hắn quả thực là đánh đâu thắng đó a à, cái gì u minh tộc máu gì ảnh liên minh tại bọn hắn chiến trận này phía dưới căn bản cũng không tính toán sự tình bất quá vừa rồi một kích kia uy lực mặc dù to lớn vô cùng đám người trả ra đại giới cũng không nhỏ chỉ là điều động vừa rồi một kích kia đám người thể nội chân nguyên liền bị quất rơi mất một phần ba đám người vội vàng đem đã sớm chuẩn bị xong tứ giai cực phẩm độ huyền đan ăn vào. Tinh thuần mà sức thuốc khổng lồ cấp tốc chuyển hóa làm chân nguyên. Bổ sung thể nội chân nguyên trống chỗ. Sau khi bổ ra cái kia hủy thiên diệt địa một kiếm, sở kiếm thu không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước sông vào. Phàm lá ngăn tại địch nhân trước mặt cũng là một kiếm bổ ra, ở đó hủy thiên diệt địa kiếm quang. Phía dưới, căn bản không người có thể còn sống. U Minh tộc tạo thành phòng tuyến lập tức bị từ trong mở ra. Sở Kiếm Thu lãnh đạo Thượng Thanh tông đệ tử giống như một thanh nóng bỏng lưỡi dao xẹt qua. Đông lạnh dầu đem U Minh tộc đại quân cắt thành hai nửa. Sở Kiếm Thu dẫn theo Thượng Thanh tông cùng Thiên Hương lâu đệ tử tạo thành chiến trận. Chỉ tốn ngắn ngủi một nén nhang không tới thời gian liền đột phá rồi U Minh tộc phòng tuyến. Vọt tới bí cảnh thông đạo trước mặt, bất quá đi qua một vòng này nhanh chóng trùng sát phía dưới vô luận là sở kiếm thu vẫn là trong chiến trận thượng thanh tông đệ tử mỗi người thể nội chân nguyên cơ hồ cũng đã tiêu hao sạch sẽ dù cho có tứ giai cực phẩm độ huyền đan bổ sung phía dưới đám người thể nội chân nguyên khôi phục vẫn xa xa không đuổi kịp tiêu hao nhìn xem gần ngay trước mắt bí cảnh thông đạo mọi người nhất thời giống như giống như nằm mơ nghĩ không ra bọn hắn thế mà thật sự còn sống lập tức thông qua bí cảnh thông đạo trở về nam châu thực lực yếu người cùng với nữ tử đi trước, sở. Kiếm thu không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, lập tức hạ lệnh. Mặc dù hắn dẫn theo thượng thanh tông đệ tử kết thành chiến trận một mạch liều chết tới. Không ai cản nổi, đánh đâu thắng đó, nhưng mà đi qua một trận chiến này. Đám người hầu như đều đã đạt tới cực hạn, không chống đỡ được thời gian quá dài. Mọi người thấy sở kiếm thu một mắt, lập tức trần chờ một chút, ai cũng không chịu đi trước trong khoảng thời gian này sở kiếm thu khắp mọi mặt biểu hiện vô luận là thực lực hay là phẩm tính cũng đã làm cho đám người từ trong đáy lòng khuất phục phía trước đám người mặc dù người người đều mong mỏi lấy sống sót nhưng mà lúc này ngược lại không có người nguyện ý đầu tiên chạy trốn còn đang chờ cái gì đi nhanh lên sở kiếm thu nghiêm nghị quát lên bây giờ nhất thiết phải thừa dịp u minh tộc còn không có phản ứng lại có thể đi một người là một người, bằng không lấy bọn hắn trạng thái bây giờ. Đợi đến còn lại U Minh tộc lần nữa, vây giết đi lên. Những cái kia thực lực hơi thấp đệ tử tất nhiên sẽ đầu tiên bị độc thủ. Đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua sở kiếm thu như thế nghiêm khắc qua. Lập tức run lên trong lòng, tại sở kiếm thu ánh mắt nghiêm nghị phía dưới. Không còn dám dừng lại trần chờ Cấp tốc quay người theo thứ tự đầu nhập vào cái kia bí cảnh trong thông đạo đầu tiên tiến vào thông đạo chính là thượng thanh tông nữ đệ tử thứ yếu là thiên hương lâu đệ tử tiếp đó mới là thượng thanh tông nam đệ tử vốn là đỗ hàm nhạn cùng tô nghiên hương còn có mấy phần trần chờ không muốn muốn đợi đến cuối cùng cùng sở kiếm thu cùng một chỗ trở về nhưng mà tại sở kiếm thu ánh mắt lạnh như băng kia bức bách phía dưới lập tức không dám nghịch lại sở kiếm thu mệnh lệnh thuận theo thông qua được cái kia bí cảnh thông đạo bí cảnh ngoài thông đạo mặt vô tận uyên bên cạnh mấy trăm tên các tông phái trưởng lão canh giữ ở bí cảnh bên ngoài chờ đợi nhà mình tông môn đệ tử theo trong bí cảnh đi ra có rất nhiều tông môn trưởng lão đã toát ra lo nghĩ hấp tấp thần sắc ba tháng trôi qua thế mà không ai theo trong bí cảnh đi ra ba tháng qua không có nửa điểm động tĩnh cùng tin tức theo trong bí cảnh truyền ra nếu như không phải là bởi vì cái kia không gian thông đạo hạn chế rất nhiều trưởng lão đều hận không thể xông vào trong bí cảnh tìm tòi hư thực, lần này tiến vào. Trong trong bí cảnh tìm tòi bí mật lịch luyện võ giả. Thế nhưng là có rất nhiều cũng là những tông môn này trưởng lão đệ tử. Đang tại một đám trưởng lão chờ đến sốt ruột vô cùng thời điểm. Bỗng nhiên vô tận nguyên bầu trời cái kia không gian vòng xoáy bóng người lóe lên. Một thiếu nữ từ không gian trong nước xoáy đi ra. Đám người nhìn thấy thiếu nữ này, lập tức đại hỷ cuối cùng có người từ bên trong bí cảnh đi ra đám người dưới sự kích động nhào nhào hướng thiếu nữ kia bay đi kích động nhất không gì bằng thượng thanh tông các vị trưởng lão bởi vì thiếu nữ này chính là thượng thanh tông đệ tử dù cho liền luôn luôn trầm ổn tỉnh táo kiếm đường đường chủ phòng nhã có thể lúc này cũng không nhịn được trên mặt lộ ra thần sắc kích động thiếu nữ này xuất hiện chỉ là vừa mới bắt đầu kế tiếp cái kia không gian vòng xoáy phía trước lục tục xuất hiện từng cái thân ảnh sau khi nhìn thấy những thứ này xuất hiện thân ảnh dáng vẻ có rất nhiều tông môn trưởng lão sắc mặt liền lại từ từ trầm xuống bởi vì những thứ này xuất hiện đệ tử toàn bộ đều là thượng thanh tông đệ tử những tông môn khác đệ tử một cái không thấy cuối cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào chỉ có thượng thanh tông đệ tử đi ra chẳng lẽ toàn bộ nam châu tất cả đệ tử cũng chỉ có thượng thanh tông đệ tử sống sót không thành. Một cái trưởng lão yêu tộc lập tức nhịn không được đối với những cái kia từ không gian trong. Nước xoáy đi ra ngoài thượng thanh tông nữ đệ tử giận dữ hét Hùng lão quấy, ngươi gầm cái gì gầm, dọa ta thượng thanh tông đệ tử. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Phòng nhã khá lạnh lạnh mà liếc qua tên này hùng tộc trưởng lão. Nói mà không có biểu cảm gì đạo. Tên này hùng tộc trưởng lão sắc mặt mặc dù vẫn như cũ khó coi. Nhưng dù sao không còn dám giống phía trước như thế hướng về phía thượng thanh tông những cái. Kia nữ đệ tử giống to. Phòng nhã có thể chiến lực cho dù ở trong đông đảo cường già các tông môn trưởng lão. Cũng coi như phải bên trên cực kỳ đứng đầu tồn tại. Tại chỗ bên trong có thể người thắng được nàng lác đác không có mấy. Bất quá, mặc dù cái kia Hùng tộc trưởng lão không còn dám đối với Thượng Thanh Tông nữ đệ tử, đại hống đại khiếu, thế nhưng là cũng không có nghĩa là những thứ này trưởng lão yêu tộc liền. Như vậy bỏ qua, đến tột cùng bên trong bí cảnh xảy ra chuyện gì, chuyện này dù sao cũng phải có cái giao phó. Một cái Hồ tộc trưởng lão cũng là sắc mặt bất thiện nói. Phòng nhã có thể quét một đám trưởng lão một mắt, chỉ thấy những thứ này cường giả đỉnh cao phần lớn cũng là sắc mặt bất thiện dù cho liền nam châu liên minh bảy đại tông môn những trưởng lão kia cũng là cũng giống như thế nam châu liên minh bảy đại tông môn những trưởng lão này mặc dù trong lòng đồng dạng lo lắng nhưng mà bọn hắn lại không thể giống yêu tộc những trưởng lão kia như thế đối với thượng thanh tông đệ tử ép hỏi dù sao coi như như thế nào đi nữa bọn họ đều là cùng thuộc tại nam châu liên minh cùng một chiến tuyến dưới loại tình huống này bọn hắn chẳng những không thể ép hỏi thượng thanh tông đệ tử còn muốn cùng thượng thanh tông trưởng lão cùng nhau đối mặt huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc. Áp lực, mọi người ở đây rằng có ở giữa. Một tên sau cùng thượng thanh tông nữ đệ tử cũng từ không gian trong vòng xoáy đi ra. Cuối cùng này một ra tới thượng thanh tông nữ đệ tử chính là đường thanh niên, tại sau khi đi. Ra đường thanh niên, kế tiếp đi ra ngoài chính là thiên hương lâu đệ tử. chương 692 nội chiến đường thanh niên sau khi đi ra vừa vặn nhìn thấy phòng nhã có thể lập tức con mắt chua chua nhào vào phòng nhã có thể trong ngực khóc giống lên kêu một tiếng sư phụ phòng nhã có thể thấy đường thanh niên cái kia chật vật bộ dáng tiều tụy cũng không khỏi cực kỳ đau lòng an ủi vài câu sau đó liền hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra những người khác thế nào nàng biết chuyện này nhất định phải cho tông môn khác trưởng lão một cái công đạo bằng không những lão già kia tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ đường thanh niên nghe vậy ngẩng đầu lên lau một cái nước mắt lúc này mới chú ý tới bốn phía chung quanh đầy những tông môn khác trường lão kỳ thực lúc này còn lại mấy cái bên kia tông môn trưởng lão đã không giống vừa rồi khẩn trương như vậy bởi vì dù sao đã có thứ hai cái tông môn đệ tử theo trong bí cảnh đi ra thiên hương lâu đệ tử mặc dù cũng là nam châu liên minh bên kia nhưng mà tốt xấu không chỉ là chỉ có Thượng Thanh Tông một cái tông môn đệ tử sống sót, thiên. Hương lâu những trưởng lão kia nhìn thấy nhà mình đệ tử đi ra. Một khoản nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng để xuống. Đường Thanh Nhiên tại phòng nhã có thể hỏi thăm phía dưới. Liền đem trong bí cảnh sự tình nói một lần, đương nhiên, cái nào nên nói, cái nào không nên nói, nàng vẫn rất có phân tắc. Liên quan tới sở kiếm thu sự tình, nàng cũng là cực kỳ giản lược mà sơ lược. Có thể không đề cập tới nàng tuyệt đối không nói thêm một câu. Bởi vì nàng cũng biết, một khi những người này biết sở kiếm thu tại trong bí cảnh biểu hiện, tất nhiên sẽ để mắt tới sở kiếm thu, từ đó nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép một cái yêu nghiệt như vậy tuyệt thế. Thiên tài thuận lợi trưởng thành, đến lúc đó không chỉ mình huyết ảnh liên minh cùng cường giả yêu tộc sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ, sở kiếm thu chỉ sợ liền nam châu liên minh nội bộ người đều biết âm thầm đối với sở kiếm thu hạ thủ phòng nhã có thể sở dĩ thẳng đến đường thanh niên sau khi đi ra mới mở miệng hỏi thăm tự nhiên cũng là căn cứ vào cân nhắc như vậy nhiều tông môn như vậy thế lực đệ tử duy chỉ có thượng thanh tông đệ tử đầu tiên theo trong bí cảnh đi ra trong lúc đó tất nhiên xảy ra chuyện gì đại sự khó tin hơn nữa loại chuyện này hẳn là đối với thượng thanh tông tương đối có lợi trong thời gian này tùy thuộc bí mật chỉ sợ không nhỏ nếu như hỏi thăm những đệ tử khác mà nói chỉ sợ các nàng không biết phân tắc đem không nên nói đồ vật nói ra hết đến lúc đó thượng thanh tông tình cảnh liền phiền toái mà đường thanh niên xem như đệ tử của nàng đường thanh niên tính tình như thế nào nàng tự nhiên là biết gốc biết dễ quả nhiên đường thanh niên không để cho nàng thất vọng nên nói tất cả đều nói hết không nên nói một chữ không đề cập tới mặc dù đường thanh niên che giấu không ít chuyện thế nhưng chút tông môn trưởng lão vẫn như cũ từ đường thanh niên trong lời nói phát giác rất nhiều không giống bình thường sự tình nhưng mà đường thanh niên dù sao cũng là thượng thanh tông đệ tử bọn hắn cũng không tốt đối với đường thanh niên quá mức ép hỏi khi nghe đến đường thanh niên lời nói này sau đó vô luận là huyết ảnh liên minh yêu tộc vẫn là nam châu liên minh còn lại năm đại tông môn trưởng lão cũng không có không trong lòng nóng như lửa đốt từ đường thanh niên trong lời nói bọn hắn biết cái bí cảnh này bên trong lại còn có kinh khủng dị tộc tồn tại hơn nữa những dị tộc này thực lực hay là mạnh như vậy bây giờ những dị tộc này toàn bộ ngăn ở bí cảnh thông đạo lối vào phía trước ngăn cản tất cả nam châu võ giả đường về dựa theo đường thanh niên thuyết pháp những dị tộc này thực lực cường đại như thế chỉ sợ có thể còn sống trở về người không có bao nhiêu cái đã các ngươi thượng thanh tông có thực lực xông qua dị tộc phong tỏa vì cái gì không mang theo nam châu liên minh đệ tử khác cùng một chỗ lao ra một cái thần phong các trưởng mặt mo sắc âm u lạnh lẽo lạnh giọng nói nam châu trong liên minh liền đếm hắn thần phong các cùng thượng thanh tông nhất không đối phó, nhưng mà bây giờ lại là thượng thanh tông đệ tử bình yên theo trong bí cảnh đi ra. Mà hắn thần phong các đệ tử lại như cũ tại trong bí cảnh không biết sống chết. Cái này khiến trong lòng của hắn khó chịu đến cực điểm. Đinh lão thất phu, có thể cần thể diện một chút hay không? Người mới vừa rồi không có nghe ta đệ tử nói, cái kia dị tộc thực lực cường đại như thế. Ta thượng thanh tông có thể xông qua phong tỏa đã là cực kỳ miễn cưỡng nơi nào còn có năng lực đi mang những người khác. Hơn nữa ta thượng thanh tông cũng không phải không có bận tâm đồng minh. đây không phải mang theo thiên hương lâu đệ tử đi ra sao? các ngươi đường đường thần phong các đệ tử chẳng lẽ cũng cần ta thượng thanh tông đệ tử đến mang? cái này ném không mất mặt phong. nhã khá lạnh tiếng nói. thượng thanh tông đệ tử biểu hiện lần này đích xác để cho bọn hắn thượng thanh tông tăng thể diện tại cái khác tông môn đệ tử bao quát mạnh mẽ như huyết ảnh liên minh đệ tử đều không có từ trong bí cảnh lúc đi ra thượng thanh tông đệ tử đã xông qua dị tộc phong tỏa đầu tiên theo trong bí cảnh trốn ra được đối với thần phong các trưởng gia chất vấn phòng nhã có thể nơi nào sẽ khách khí với hắn đối với loại này người vô sỉ phòng nhã có thể mắng hắn một câu đinh lão thất phu mà không có trực tiếp mắng hắn đinh lão cẩu đã coi như là đầy đủ cho hắn mặt mũi trước đó thần phong các vô luận là ở đâu phương diện đều đè thượng thanh tông một đầu. Lần này xem như cực kỳ khác một ngụm ác khí, cái kia họ đinh thần phong các trưởng lão nghe được. Phòng nhã có thể lời này, đột nhiên một khuôn mặt trướng trở thành một mảnh tím xanh. Bởi vì phòng nhã có thể lời nói này không tệ, bàn về thực lực tổng hợp tới nói. Thần phong các đệ tử đích xác so thượng thanh tông đệ tử cao một bậc. Lần này tiến vào trong bí cảnh thượng thanh tông đệ tử hết thầy chỉ có 500 người. Mà Thần Phong các đệ tử thế nhưng là có 700 người. So với Thượng Thanh Tông nhiều dòng dã 200 người. Hơn nữa Thần Phong các đệ tử trên địa bảng xếp hạng hàng đầu đệ tử cũng so Thượng Thanh Tông. Đệ chỉ nhiều không ít, dưới loại tình huống này, nếu như Thần Phong các đệ tử còn cần Thượng Thanh Tông đệ tử mang lời. Cái kia cũng có phần lộ ra Thần Phong các đệ tử quá mức vô năng một chút. Ai biết ngươi đệ tử này lời nói có mấy phần thật mấy phần giả? nói không chính xác đây là các ngươi thượng thanh tông làm ra âm mưu đâu họ đinh thần phong các trưởng lão lãnh nhiên đạo nghe được họ đinh thần phong các trưởng lão lời này phòng nhã có thể lập tức giận tím mặt nói đinh thắng lời này của ngươi là có ý gì ngươi nói là ta đệ tử này nói dối phòng nhã có thể nói lấy toàn thân kiếm ý bộc phát khiến cho không gian chung quanh đều bị kiếm ý này cắt chém đến ẩn ẩn nứt ra mấy đạo khe hở khác nam châu liên minh tông môn trưởng lão cũng có chút sắc mặt bất thiện nhìn xem cái này tên là đinh thắng thần phong các trưởng lão đinh thắng lời nói này thật là là có chút quá mức cho dù bọn họ trong lòng cũng có loại này hoài nghi dù sao thượng thanh tông tại nam châu liên minh bảy đại trong tông môn mặc dù không tính là yếu nhưng là cùng nắm nguyệt tông thất diệu điện cùng thần phong các so sánh vẫn có tranh lệch nhất định bây giờ nắm nguyệt tông thất diệu điện cùng thần phong các đệ tử cũng không có đi ra lại vẫn cứ chỉ có thượng thanh tông đệ tử đi ra cái này khiến trong lòng bọn họ không thể không hoài nghi ở trong đó có phải hay không có cái gì vấn đề nhưng cho dù trong lòng bọn họ lại hoài nghi cũng không thể ở trước mặt nói ra bởi vì bây giờ chỗ này nhưng cũng không phải chỉ có bọn hắn nam châu người trong liên minh còn có huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc võ giả coi như bọn hắn Nam Châu liên minh nội bộ có lớn hơn nữa mâu thuẫn. Đó cũng là bọn hắn Nam Châu liên minh nội bộ sự tình. Đem lại lời này bày ra để cho huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc võ giả xem kịch. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Nhất là tại huyết ảnh liên minh loại này sinh tử đại địch trước mặt. Nếu như Nam Châu liên minh nội bộ đầu tiên nội chiến, sẽ chỉ làm bọn hắn bắt lại lợi dụng. Chương 693 khinh người quá đáng không tệ, nói không chừng đây là các ngươi thượng thanh tông làm ra âm mưu gì đâu, lão phu. Cũng cảm giác không có khả năng tin tưởng các ngươi thượng thanh tông nhất ra chi ngôn, một. Cái toàn thân bao phủ tại một mảnh trong huyết vụ huyết ảnh liên minh trưởng lão cũng là ngữ. Khí rét lạnh nói, vậy các ngươi cần phải như thế nào, phòng. Nhã có thể sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Một thân lăng lệ vô cùng kiếm ý vận sức chờ phát động tên kia toàn thân bao phủ huyết vụ huyết ảnh liên minh trưởng lão bỗng nhiên vẫy tay. Một cái thiên hương lâu nữ đệ tử lập tức bị bàn tay hắn tán phát cường đại hấp lực hút tới. Tên kia thiên hương lâu nữ đệ tử tại này cổ lực lượng cường đại bao phủ. Chỉ cảm thấy chính mình giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp chết sâu kiến đồng. Dạng, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bạch bao. Phàm, ngươi làm cái gì vậy? một cái người mặc hoàng sam, dung mạo xinh đẹp tuyệt lệ nữ tử nhìn xem tên kia huyết ảnh liên. Minh trưởng lão cả giận nói, ở dưới con mắt mọi người. Bị huyết ảnh liên minh trưởng lão bắt đi môn hạ của mình đệ tử. Nàng chỉ cảm thấy khuất nhục tới cực điểm. Mặc dù thực lực của nàng kém xa tít tắp vị này tên gọi bao phàm huyết ảnh liên minh trưởng lão. Nhưng mà cũng sẽ không để đệ tử của mình tùy ý sâu xé tiểu. Oa Nhi, trong bí cảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói một chút cho lão phu. Cần phải biết lại nói. Cái kia tên là Bao phàm huyết ảnh liên minh trưởng lão nhìn xem tên này Thiên Hương lâu đệ tử. Hờ hững nói, tên này Thiên Hương lâu nữ đệ tử tại sức mạnh vô cùng cường đại Bao phủ. Trong lòng sợ hãi vô cùng, toàn thân run rẩy. Nàng dương mắt mắt nhìn Thiên Hương lâu trưởng lão bên kia nhìn thấy những cái kia thiên hương lâu trưởng lão trong mắt phẫn nộ cùng bất lực trong lòng không khỏi một hồi tuyệt vọng tại trong bí cảnh hung hiểm như vậy trong hoàn cảnh đối mặt những cái kia hung ác mà âm tàn gian ác sinh linh sở kiếm thu đều có thể bảo vệ được chính mình chu toàn nhưng mà ra bí cảnh sau đó trở lại chính mình sư môn trưởng bối bên người vốn cho rằng an toàn lại ngược lại tính mệnh không chiếm được bảo đảm sớm biết như vậy còn không bằng làm bạn tại sở kiếm thu bên người như thế cho dù chết cũng không có quá lớn tiếc nuối tên này thiên hương lâu nữ đệ tử biết mình như là đã đã rơi vào huyết ảnh liên minh trưởng lão trong tay vô luận mình nói như thế nào đều khó có khả năng mạng sống như là đã đến nơi này cái trước mắt nội tâm của nàng ngược lại thản nhiên từ từ bình tĩnh lại nàng đem tại trong bí cảnh phát sinh sự tình nói một lần Mặc dù cùng đường thanh niên nói có chút xíu khác biệt nhưng mà đại khái lại là một dạng. Tên này thiên hương lâu nữ đệ tử đồng dạng không có đem sở kiếm thu làm sự tình nói ra. Bởi vì trong nội tâm nàng cũng biết. Một khi làm cho những này người biết sở kiếm thu biểu hiện ra thiên phú cường đại cung thực. Lực những người này tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế giết chết sở kiếm thu. Tất nhiên sẽ hãm sở kiếm thu tại cực đoan trong nguy hiểm. Nàng mặc dù không giống tào thương tuyết cùng tô nghiên hương như thế cùng sở kiếm thu thân cận. Như vậy, nhưng mà sở kiếm thu tại trong bí cảnh đã từng vô số lần mà bảo hộ nàng chu toàn. Cũng không có bởi vì nàng không có tô nghiên hương khuôn mặt đẹp cùng với tào thương tuyết thực. Lực mà có chỗ khinh thị. Vô luận là thiên phú hay là dung mạo. Nàng tại thiên hương lâu trong các đệ tử cũng không tính là hết sức xuất sắc. Có thể có được sở kiếm thu đối đãi như vậy cũng đã đầy đủ. Bao phàm nghe được cái này thiên hương lâu nữ đệ tử lời nói này. Huyết mâu bên trong lập tức thoáng qua vẻ lạnh lùng, bàn tay khẽ động. Tại hắn trưởng kình bao phủ tên này thiên hương lâu nữ đệ tử lập tức toàn thân huyết nhục cấp. Tóc khô quắt trong nháy mắt liền biến thành một bộ thây khô. Bao phàm lão cẩu, người khinh người quá đáng vị. Kiêng người mặc hoàng sam thiên hương lâu trưởng lão lập tức thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng thân hình lóe lên một kiếm hướng bao phàm đánh xuống thiên hương lâu đệ tử bị ngay trước chính mình những thứ này thiên hương lâu trưởng lão mặt bị đánh giết những thứ này thiên hương lâu trưởng lão trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ bao phàm thực sự quá không đem các nàng thiên hương lâu để ở trong mắt bao phàm lạnh rên một tiếng tiện tay vung lên cái kia hoàng sam nữ tử lập tức bị đánh chúng bay thẳng ra ngoài một ngụm máu tươi từ tư trong miệng cuồng phún mà ra, sư phụ. Tô Nghiên Hương lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng bay qua, đỡ lấy cái kia hoàng sam nữ tử. Hoàng sam nữ tử trong mắt lóe lên một vòng đau đớn mà khuất nhục thần xác. Thần là thiên hương lâu trưởng lão, thậm chí ngay cả đệ tử mình tính mệnh đều không bảo vệ. Chuyện này đối với nàng tới nói quả thực là một loại khó có thể tưởng tượng đà kích. Bao phàm giơ tay lên, còn nghĩ, tiếp tục đối với cái kia hoàng sam nữ tử cho phép một kích trí. Mạng lúc bỗng nhiên một đạo thanh bào thân ảnh nhoáng một cái. Chắn cái kia hoàng sam nữ tử trước mặt, lạnh lùng mở miệng nói, bao phàm, có chừng có mực. Thiên hương lâu dù sao cũng là xem như Nam Châu trong liên minh một thành viên. Mặc dù trước đó thiên hương lâu đung đưa không ngừng. Nhưng mà tại hai năm trước dù sao xem như hoàn toàn gia nhập Nam Châu liên minh ngay trước bọn hắn những thứ này nam châu liên minh trưởng lão mặt nếu để cho thiên hương lâu trưởng lão bị đánh chết cái này khiến bọn hắn những thứ này nam châu liên minh trưởng lão khuôn mặt để ở đâu phía trước tên kia thiên hương lâu nữ đệ tử dù sao chỉ là một cái chỉ là nửa bước nguyên đan cảnh võ giả đối với nam châu liên minh tới nói không quan trọng gì bao phàm giết cũng liền giết nhưng mà cái này hoàng sam nữ tử thế nhưng là thiên hương lâu trưởng lão cấp bậc nhân vật Hắn tự nhiên không có khả năng để cho Bao Phàm đối với nàng tiếp tục động thủ. Bao Phàm liếc qua cái này Thanh Bào lão giả, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục đối với cái kia Hoàng Sam nữ tử động thủ. Cái này Thanh Bào lão giả thế nhưng là nắm Nguyệt Tông đại danh đỉnh đỉnh cao thủ giang hình. Thực lực cùng hắn tương xứng, thật động thủ, hắn chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Bí cảnh bên trong, Sở Kiếm Thu đám người cũng không biết bí cảnh bên ngoài phát sinh biến cố như cũ tại có thứ tự mà từ cái kia bí cảnh trong thông đạo rút lui sau khi thượng thanh tông cùng thiên hương lâu đệ tử rút đi hơn phân nửa u minh tộc cuối cùng lấy lại tinh thần một lần nữa đối với sở kiếm thu mấy người thượng thanh tông đệ tử phát động công kích bọn hắn lúc này cũng coi như là nghĩ rõ sở kiếm thu sở dĩ có thể phát huy ra khủng bố như thế chiến lược dựa vào là chính là cái kia uy lực mạnh mẽ chiến trận bây giờ cái kia chiến trận hơn phân nửa người đã thông qua cái kia không gian vòng xoáy rời đi. Như vậy sở kiếm thu liền sẽ khó mà phát huy ra chiến trận uy lực. Chỉ bằng vào sở kiếm thu một người. Tuyệt đối không cách nào ngăn cản được công kích của bọn họ nhìn thấy những cái kia u minh tộc. Giống như thủy triều công tới thời điểm. Hồ Diên Duệ trạch bọn người không khỏi hơi hơi biến sắc. Bọn hắn lúc này phần lớn đệ tử đã rút đi còn lại những đệ tử này mặc dù cũng đồng dạng còn có thể tạo thành chiến trận nhưng mà chiến trận uy lực xa xa không cách nào cùng phía trước so sánh bất quá đang khi bọn họ lo lắng thời điểm đã thấy đến sở kiếm thu vung tay lên trên trăm cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi lập tức xuất hiện tại sở kiếm thu quanh người trên trăm này cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi đồng dạng tạo thành một cái cường đại chiến trận uy lực to lớn không chút nào tại bọn hắn phía trước tạo thành cái kia chiến trận uy lực phía dưới nhìn thấy một màn này lúc hô diên duệ trạch bọn người mới xem như yên lòng thì ra sở kiếm thu đối với một màn này đã sớm chuẩn bị chẳng thể trách sở kiếm thu lộ ra bình tĩnh như thế đã trải qua các loại này sự tình sau đó hô diên duệ trạch bọn người đối với sở kiếm thu càng là bội phục gia hỏa này chẳng những thiên phú cường đại vô song, hơn nữa mưu trí siêu quần. Tính toán không bỏ sót, chỉ cần có hắn tại, cơ hồ liền không có không giải quyết được vấn đề. Chương 694 Sten các buông xuống. Sở kiếm thu chỉ huy những khối lỗi kia ngăn cản U Minh tộc công kích. Trông coi bí cảnh thông đạo lối vào, để cho Thượng Thanh Tông đệ tử tiếp tục thông qua không gian thông đạo trở về Nam Châu đang chỉ huy lấy những khối lỗi này ngăn cản u minh tộc công kích đồng thời. Sở kiếm thu cũng chú ý tới những tông môn thế lực khác chiến trường. Lúc này huyết ảnh liên minh bên kia, Hách Liên Miểu tế lên một mặt huyết phiên. Từ huyết phiên thượng dọc theo từng cái thô to mạch máu liên tiếp đến mỗi một cái huyết ảnh. Liên minh đệ tử trên thân, lấy mặt này huyết phiên làm trung tâm, đem mỗi một cái huyết ảnh liên minh đệ tử liên tiếp. Đồng dạng tạo thành một cái cực kỳ khủng bố chiến trận cái kia chiến trận tản ra ngập trời huyết hải khí tức. Khiến cho chung quanh hơn 10 dặm bầu trời đều biến thành một mảnh huyết sắc. Mảnh máu này sắc cùng u minh tộc những hắc khí kia ở trên bầu trời tạo thành hai mặt so sánh. Cực kỳ rõ ràng. Lấy hách liên miểu cầm đầu, dưới tình huống bỏ ra giá thật lớn. Huyết ảnh liên minh võ giả cũng cuối cùng vọt tới bí cảnh thông đạo lối vào phía trước. Lúc này cơ hồ tất cả huyết ảnh liên minh võ giả cũng đã người bị thương nặng dùng mặt kia huyết phiên thi triển ra chiến trận rõ ràng đối với huyết ảnh liên minh võ giả ảnh. Hưởng cực lớn, lúc này mỗi một cái huyết ảnh liên minh võ giả đều sắc mặt trắng bạch. Toàn thân khí huyết suy bại. Mà yêu tộc bên kia, viên phi sử dụng một cái tản ra viễn cổ hung hãn khí tức con rối Cái con rối này vừa ném ra sau đó. Lập tức hóa thành một đầu chiều cao trăm trượng cực lớn hung thú viên phi trời yêu tộc thì nhao nhao nhảy đến hung thú trên thân, sáp nhập vào hung thú thể nội. Đầu hung thú này tại dung hợp gần tới một ngàn đầu đại yêu sau đó. Cả người khí tức hung hãn tới cực điểm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hướng về những cái kia u minh tộc đụng tới. Mà nắm Nguyệt Tông chờ Nam Châu liên minh võ giả, bởi vì từng người tự chiến. Ngược lại là nguy hiểm nhất một phương, cuối cùng triều chính trí tế khởi một cái quyển trục đem đám người bao bọc tại bên trong lúc này mới xông qua u minh tộc phòng tuyến sở kiếm thu nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi một hồi thất kinh những thứ này thế lực cường đại nội tình quả nhiên không thể khinh thường trước đó ai cũng không biết huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn nắm nguyệt tông chờ nam châu liên minh võ giả chắc chắn cũng có một chút cường đại át chủ bài nhưng mà bởi vì người người đều cất giấu tư tâm ai cũng không chịu lấy ra đoán chừng cũng bởi vì thôi động những cái kia át chủ bài cần đông đảo sức mạnh liên hợp lại giống như huyết ảnh liên minh mặt kia huyết phiên cùng với yêu tộc cái kia con dối mà nam châu liên minh lúc này nhân tâm không đủ khó mà thôi động được lá bài tẩy như vậy mà cuối cùng chiều chính trí tế khởi cái kia quyền trục sở kiếm thu nhìn ra được chính là ban đầu ở bay vân tông di chỉ chân bảo các bên trong cái kia ba kiện lục giai pháp bảo một trong nam châu liên minh võ giả liên thủ chống đỡ lấy quyển trục này ngược lại là miễn cưỡng chặn lại u minh tộc công kích lúc tam phương thế lực đều đi tới bí cảnh thông đạo cửa vào thượng thanh tông cũng chỉ còn lại hô diên duệ trạch mấy người cuối cùng vài tên đệ tử không có thông qua bí cảnh lối đi chỉ cần mấy người kia thông qua được bí cảnh thông đạo quay trở về nam châu sở kiếm thu cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà còn chưa tới một khắc cuối cùng sở kiếm thu cũng không dám chân chính yên lòng lúc tam phương thế lực đều tại bí cảnh thông đạo cửa vào phía trước hội họp mọi người mới xem như hơi thở dài một hơi đến lúc này tất cả mọi người đã biết nếu như muốn an nhiên trở về nam châu chỉ bằng vào bất kỳ bên nào thế lực đều không thể ngăn cản u minh tộc công kích cho nên khi đến thông đạo trước mặt tam phương thế lực rất nhanh đạt tới nhất trí tạm thời liên thủ đối kháng những cái kia u minh tộc công kích đi qua lần này ác chiến thời điểm. Tam phương thế lực nhân số hết thảy đều chỉ còn lại không đến 3.000 người. Mặc dù như thế, nhưng mà nếu như đám người liên thủ lại mà nói. Còn có thể miễn cưỡng chống lại U Minh tộc công kích Tam phương sau một phen thương nghị. Thế là quyết định mỗi lần thông qua không gian thông đạo lúc. Cũng là Tam phương đều ra một người. Bởi vì cái này không gian thông đạo tối đa cũng chỉ có thể dung nạp ba người đồng thời thông qua đang lúc tam phương thế lực thỏa thuận tốt thượng thanh tông bên này cũng chỉ còn lại hô diên duệ trạch tưởng an ninh nam cung bay vọt cùng sở kiếm thu bốn người không có trở về nam châu hô diên duệ trạch ba người đang muốn tiến vào không gian thông đạo thời điểm lúc này bỗng nhiên một đạo khí tức vô cùng cường đại từ chân trời buông xuống cỗ khí tức này cường đại vượt xa khỏi phía trước bản thân nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào u minh tộc Hồ Diên Duệ Trạch ba người thân hình cũng chợt cứng lại, tại này cổ vô cùng cường đại dưới sự uy áp bọn hắn căn bản liền một ngón tay đều không động được, trong lòng mọi người lập tức một hồi. Hãi nhiên, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Sở Kiếm Thu trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động. Tại này cổ khí tức vô cùng cường đại khóa chặt phía dưới. Hắn cũng không thể động đậy chút nào, tại này cổ uy áp cường đại phía dưới. Hắn cũng không khỏi một hồi tay chân lạnh buốt một cỗ tử vong wi hát iota buông xuống đến trên đầu tiến nhập ta u minh tộc lãnh địa muốn đi nằm mơ giữa ban ngày một đạo ẩn chứa vô tận uy áp âm thanh hàng lâm xuống đạo thanh âm này mặc dù cũng không lớn thế nhưng là truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm rõ ràng truyền vào trong tay mỗi một người tại trong phương thiên địa này không ngừng mà quanh quẩn giống như thần kỳ phát ra âm thanh đồng dạng Đạo thanh âm này buông xuống thời điểm, đám người thế mà phát hiện mình có thể nghe hiểu. Phía trước những cái kia u minh tộc mặc dù đã từng đã phát ra âm thanh. Nhưng mà bọn hắn ngữ hệ quá mức cổ quái tối nghĩa cùng Nam Châu ngữ hệ tranh lệch quá lớn. Cho nên đám người căn bản nghe không hiểu những cái kia u minh tộc ngôn ngữ. Nhưng mà lần này, đám người lại phát hiện khi thanh âm này truyền vào trong tai của mình. Chính mình thế mà không tự giác liền nghe đã hiểu trong thanh âm này ý tứ theo đạo thanh âm này buông xuống sau đó ngay sau đó một đạo toàn thân tản ra vô tận uy áp thân ảnh xuất hiện ở chân trời chỉ chớp mắt ở giữa đạo thân ảnh này liền đi tới đám người bầu trời ngàn dặm khoảng cách đối với đạo thân ảnh này mà nói phẳng phất chỉ là tại chính mình trong đình viện dạo bước có thể đến khi đạo thân ảnh này đi tới đám người bầu trời mang cho đám người uy áp càng thêm cường đại không thiếu thực lực hơi yếu võ giả không chịu nổi đạo này uy áp mang tới áp bách tai mắt mũi miệng bên trong nhao nhao máu tây chảy ra tới thậm chí có chút võ giả cơ thể trực tiếp bị cỗ uy áp này đè phải hồn thân cốt cách nát bấy trực tiếp chết bất đắc kỳ tử sở kiếm thu mặc dù nhục thân cực kỳ cường hãn nhưng mà tại đạo này vô cùng cường đại uy áp chèn ép xương cốt toàn thân cũng bị ép tới kẽo kẹt kẽo kẹt vang dội đối mặt bực này cường đại đến khó có thể tưởng tượng cường giả sở kiếm thu chớ nói phản kháng ngay cả ý niệm phản kháng đều sinh không nổi tới bởi vì sức mạnh hai người tranh lệch tranh lệch quá lớn tại loại này trước mặt cường giả sở kiếm thu liền một đầu ngón tay đều không động được hắn dù cho có ngập trời thủ đoạn cũng căn bản không thi triển ra được đám người nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia trong lòng tràn đầy tuyệt vọng nghĩ không ra đều đã đến một bước cuối cùng, thế mà bốc lên cường đại như thế vô cùng tồn tại. Trong nháy mắt đánh tan bọn hắn tất cả hy vọng. Hách Liên Miểu, Viên Phi cùng Cảnh Dương Bình ba người này mặc dù cũng còn có dấu cực kỳ. Cường đại áp đáy hòm thủ đoạn, nhưng mà tại loại này lực lượng tuyệt đối nghiền ép phía dưới. Cho dù bọn họ đòn sát thủ lợi hại lợi hại hơn nữa, cũng không có đất dụng võ chút nào. Chương 695 một kiếm chém trong lòng mọi người tràn đầy không cam lòng vốn là lần này gặp mạnh mẽ như vậy cơ duyên chỉ cần có thể an toàn trở về nam châu bọn hắn là có thể đem những cơ duyên này chuyển hóa làm thực lực của mình khiến cho thực lực của mình nhanh chóng tăng vọt lấy bọn hắn những thứ này vốn chính là thiên phú vô cùng cường đại thiên tri kiêu tử một khi tiêu hóa những cơ duyên này sẽ rất nhanh trưởng thành lên thành nam châu bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật nhưng mà cái này cường đại thân ảnh xuất hiện lại đem bọn hắn đầy cõi lòng hùng tâm trong nháy mắt dội tắt đạo thân ảnh này xuất hiện sau đó tất cả u minh tộc đều hướng đạo thân ảnh này kho mình hành lễ cái kia vô cùng cường đại thân ảnh không để ý đến những cái kia u minh tộc nhìn lướt qua dưới đáy nam châu võ giả những người này ở đây hắn xem ra không khác sâu kiến tầm thường tồn tại hắn chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay liền có thể đem những người này dễ dàng ép diệt thân ảnh này quét đám người một mắt sau đó cuối cùng ánh mắt rơi vào sở kiếm thu trên thân ra liệt áo tại trong đưa tin đem cái này thiếu niên giảng được rất rõ ràng hắn những thủ hạ này sở dĩ lọt vào to lớn như vậy trọng thương số đông đều là bởi vì thiếu niên này nguyên nhân tư thản tạp đã sớm đem sở kiếm thu khắc sâu ấn tượng trong đầu cho nên lần này liếc mắt một cái liền nhận ra sở kiếm thu hơn nữa hắn từ sở kiếm thu trên thân cũng ẩn ẩn cảm nhận được mấy phần không thoải mái khí tức cỗ khí tức này hình như là bọn hắn u minh tộc tự nhiên khắc tinh đồng dạng từ trong sở kiếm thu trên thân tán phát cỗ khí tức này tư thản tạp liền có thể xác định sở kiếm thu chính là da liệt áo trong miệng nói tới cái kia cổ quái thiếu niên chính là ngươi để chúng ta u minh tộc tạo thành tổn thất lớn như thế hừ, kẻ như run dế, cũng dám can đảm cùng ta u minh tộc đối nghịch. Tư thản tạp nhìn chằm chằm sở kiếm thu, hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn tay. Âm u lạnh lẽo tới cực điểm đen như mực tử khí hóa thành một cái đại thủ hướng về sở kiếm thu. Trên thân vô xuống, nghe ra liệt áo nói. Thiếu niên này thể nội có một cỗ có thể thôn phệ u minh chi lực cổ quái sức mạnh. Hắn muốn đem sở kiếm thu bắt được hảo hảo mà nghiên cứu một phen sở kiếm thu sức mạnh trên người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy đại thủ này chụp vào sở kiếm thu một màn này lúc. Trong mọi người may mắn tai nhạc họa, sở kiếm thu biểu hiện xuất sắc đã sớm trêu đến rất nhiều người tâm sinh đố kỵ. Hận không thể lập tức để cho sở kiếm thu đi chết. Cũng có thỏ tử hồ bi, sở kiếm thu bị đại thủ này giết kế tiếp liền muốn đến phiên bọn họ cũng có sợ hãi tuyệt vọng, sở kiếm thu là tất cả mọi người bọn họ bên trong cơ hồ là một người. Cường đại nhất nếu như ngay cả sở kiếm thu đều chết ở đại thủ này phía dưới. Như vậy bọn hắn càng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là không có ai cho rằng sở kiếm thu có thể tại đại thủ này phía dưới sống sót. Bởi vì song phương sức mạnh tranh lệch thật sự là quá lớn, sở kiếm thu lợi hại hơn nữa. Cũng không cách nào vượt qua to lớn như vậy sức mạnh khoảng cách. Bất quá đang tại tất cả mọi người đều cho rằng sở kiếm thu chắc chắn phải chết thời điểm. Bỗng nhiên một đạo quang mang từ sở kiếm thu mi tâm bắn ra, ngay sau đó. Đạo tia sáng này hóa thành một đạo hoành quán thiên địa cực lớn kiếm quang. Một kiếm đem đại thủ này chém chết. Đạo kiếm quang này tại đem đại thủ này chém chết sau đó, tiếp tục hướng phía trước. Hướng về tư thản tạp trên thân chém dụng, một màn này biến cố phát sinh thực sự quá đột nhiên ai cũng nghĩ không ra sẽ xảy ra chuyện như thế rõ ràng sở kiếm thu cũng đã muốn bị đánh chết lại còn có thể phát sinh dạng này nghịch truyền tư thản tạp cũng không có ngờ tới loại chuyện như vậy phát sinh tại đạo kiếm quang này bổ tới thời điểm hắn liền phản ứng cũng không kịp phản ứng bị đạo kiếm quang này trực tiếp từ cơ thể nối liền mà qua đạo kiếm quang này tại quán xuyên cơ thể của tư thản tạp sau đó liền lần nữa hóa thành một đạo quang mang trở về tới sở kiếm thu mi tâm chui vào sở kiếm thu mi tâm sau đó tất cả dị tượng toàn bộ tiêu thất thật giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua đám người bị một màn này lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm vừa rồi một màn kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lại có một đạo kiếm quang từ sở kiếm thu mi tâm bắn ra quán xuyên cái kia kinh khủng tồn tại cơ thể Bất quá đạo kia kinh khủng thân ảnh bị đạo kiếm quang kia xuyên qua sau đó. Giống như cũng không có xảy ra chuyện gì a. À. Bất quá sau đó một khắc, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Chỉ thấy đạo kia kinh khủng thân ảnh từ đỉnh đầu, mi tâm, cái mũi, bờ môi, thân thể chính giữa xuất hiện một đạo tinh tế khe hở, ngay sau đó, đạo thân ảnh này liền trực tiếp từ giữa đó phân hai nửa. Hai nửa thân ảnh bị phá ra sau đó, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung liền nửa điểm vết tích cũng không có lưu lại giống như đạo thân ảnh này chưa từng có xuất hiện qua mọi người thấy đạo thân ảnh kia biến mất vùng trời kia vẫn khó mà tin được sự thật này đạo kia vô cùng kinh khủng thân ảnh cứ như vậy bị chặt chết đợi đến hơn nửa ngày sau đó đám người cuối cùng đón nhận sự thật này ngay sau đó đám người cùng nhau đưa ánh mắt chuyển hướng sở kiếm thu nhìn về phía sở kiếm thu trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh một cái nguyên đan cảnh bát trọng võ giả thế mà chém chết một cái ít nhất là thần biến cảnh đại năng thế giới này đến tột cùng là thế nào hách liên miểu viên phi cùng cảnh dương bình ba người đối với chuyện này nhất là lòng còn sợ hãi còn tốt trước đây không có quỷ mê tâm khiếu đối với sở kiếm thu động thủ bằng không bọn hắn lúc này thi thể đã sớm lạnh thấu cả kia thần biến cảnh đại năng cũng đỡ không nổi sở kiếm thu đạo kiếm quang này bọn hắn càng không khả năng ngăn cản được lúc này bọn hắn đều không tự chủ dịch bước rời xa sở kiếm thu vạn nhất sở kiếm thu đột nhiên cuồng tính đại phát dùng đạo kiếm quang kia đem bọn hắn cũng cho chặt vậy bọn hắn khóc đều không chỗ khóc giữa thiên địa tại một hồi yên tĩnh đi qua đột nhiên ầm vang một tiếng tất cả mọi người đều sôi trào lên không chỉ mình là nam châu võ giả Bên này, những cái kia còn sót lại u minh tộc đồng dạng cũng là ầm vang loạn cả lên. Lúc này những cái kia may mắn còn sống sót u minh tộc đâm quang đâm xiên. Chạy từ phía, liền tư thản tạp đại nhân đều bị chặt. Bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục ở lại chờ chết. Lúc này sở kiếm thu trong mắt bọn họ xem ra chính là một cái vô cùng kinh khủng ác ma. Bọn hắn là không muốn dừng lại dù chỉ một khắc tại ác ma này trong tầm mắt miễn cho lại bị một kiếm chém mất hồ diên duệ trạch ba người sau khi khiếp sợ đã thấy đến sở kiếm thu còn tại đứng ngơ ngác lấy lập tức không khỏi đẩy sở kiếm thu sở sư đệ ngươi thế nào hồ diên duệ trạch cũng có chút lo lắng sở kiếm thu tại chém ra cái kia kinh thiên động địa một kiếm đi qua có thể hay không lưu lại cái gì di chứng dù sao vừa rồi một kiếm kia thật là là quá mức kinh thiên động địa bị hô diên duệ trạch đẩy một lúc sau sở kiếm thu lúc này mới hồi phục tinh thần lại hô diên sư huynh sự tình gì hắn vừa rồi đang cùng tiểu đồng áo xanh ở nơi đó có kè mặc cạp vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một kiếm tự nhiên là long nguyên kiếm chém ra tới tại tư thản tạp xuất hiện một khắc này sở kiếm thu liền đã tại cùng tiểu đồng áo xanh trao đổi lấy tư thản tạp triển hiện ra vô cùng cường đại thực lực Hắn vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều đánh không lại, dưới loại tình huống này. Không thể làm gì khác hơn là thỉnh tiểu đồng áo xanh ra tay rồi. Tiểu đồng áo xanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra tay giải quyết tư thản tạp dù sao. Ban đầu ở cái hồ kia phía dưới phương pháp phân loại bảo. Hắn cùng Sở Kiếm Thu đã quyết định muốn vì Sở Kiếm Thu ra tay một lần. Chương 696 trở về Nam Châu sau khi ra tay tiểu đồng áo xanh mới phát giác thua thiệt lớn chém chết tư thản tạp so trong tưởng tượng hao phí khí lực đều muốn lớn hắn trong khoảng thời gian này tiêu hóa nhiều như vậy pháp bảo thật vất vả khôi phục một phần ngàn sức mạnh lại toàn bộ trong một kiếm này tiêu hao hết lần này tiểu đồng áo xanh lập tức không làm mẹ nó cái này mua bán quá lỗ vốn vừa rồi một kiếm kia chẳng những hao phí sở kiếm thu phân cho hắn những pháp bảo kia phân ngạch chỗ bổ sung sức mạnh liền chính hắn ở cái thế giới này trong mảnh vỡ thôn phệ trên chiến trường những cái kia lưỡi mát chi khí chỗ bổ sung sức mạnh đều tiêu hao hết hiện tại hắn sức mạnh hoàn toàn rơi xuống trở lại tiến vào bí cảnh phía trước mua bán lỗ vốn như thế lấy tiểu đồng áo xanh tính tình như thế nào chịu làm tại trở về tới hỗn độn đến tôn tháp sau lập tức ở nơi đó kêu trời kêu đất đứng lên liền muốn cầm sở kiếm thu đặt ở hỗn độn đến tôn tháp trong bảo vật tới đền bù sở kiếm thu nghe xong tiểu đồng áo xanh lời này lập tức liền luống cuống hàng này mặc dù luôn thổi phồng hắn là cái gì đường đường thượng cổ thần khí mặc dù không biết thật hay là giả nhưng mà hàng này muốn khôi phục tột cùng chắc chắn là cần số lượng cao tài nguyên đoán chừng chính mình lần này tại trong bí cảnh lấy được sở hữu tài nguyên cộng lại đều không nhất định đủ hắn nhét kẽ răng vạn nhất hàng này thừa dịp cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đem hắn tại trong bí cảnh thu hoạch được tài nguyên bảo vật toàn bộ cho nuốt vậy hắn nhưng là thua thiệt lớn cho nên sở kiếm thu tại nhìn thấy tư thản tạp bị chặt sau khi chết cũng không lo được đi tìm những địa phương khác lập tức liền tiến vào trong hỗn độn đến tôn tháp phòng ngừa tiểu đồng áo xanh làm loạn ngược lại bây giờ có tiểu đồng áo xanh chém chết tư thản tạp uy thế còn dư chấn nhiếp. Những người khác tuyệt không đến nỗi có lá gan này động thủ với hắn. Huống hồ bên cạnh hắn còn có hô diên duệ trạch cùng trên trăm cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi che. Chở đâu, sở kiếm thu tại hỗn độn trí tôn trong tháp cùng tiểu đồng áo xanh một phen có kè mặc cả sau đó. Nhìn thấy tiểu đồng áo xanh bộ kia bộ dáng khóc lóc om sòm lan lộn. Biết nếu như mình không cho hắn một điểm đền bù tiểu đồng áo xanh là tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ thế là sở kiếm thu không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đau lòng lại cho tiểu đồng áo xanh năm ngàn kiện ngũ giai pháp bảo cùng một nghìn vạn khối rưỡi phẩm linh thạch khi lấy được sở kiếm thu lần này đền bù sau đó tiểu đồng áo xanh lúc này mới bỏ qua mặc dù sở kiếm thu cho những thứ này đền bù còn chưa đủ để cho hắn khôi phục hắn xuất kiếm trước đây sức mạnh nhưng hắn cũng biết lấy sở kiếm thu cái này keo kiệt tính tình có thể cầm ra được nhiều như vậy đền bù cũng đã là cực hạn huống hồ sở kiếm thu dù cho một khối linh thạch cũng không cho hắn hắn cũng không có nửa điểm biện pháp dù sao ban đầu là hắn đáp ứng sở kiếm thu vì hắn ra tay một lần cái này xuất thủ kết quả trên lý luận cũng là cần chính hắn gánh chịu trong tình huống không có đi qua sở kiếm thu cho phép hỗn độn đến tôn tháp trong đồ vật hắn một khối linh thạch đều không động được trừ phi hắn dám khiêu khích hỗn độn đến tôn tháp uy nghiêm hắn sở dĩ nói muốn cầm hỗn độn trí tôn trong tháp bảo vật tới đền bù cũng chỉ bất quá là miệng nói một chút vì bức bách sở kiếm thu tiến vào thủ đoạn mà thôi trên thực tế hắn đối với trong này đồ vật nơi nào dám động sở kiếm thu tại cung tiểu đồng áo xanh thỏa thuận bồi thường bảo vật sau đó. Thần hồn liền từ hỗn độn đến tôn tháp trong đi ra, hô diên duệ trạch nhìn thấy sở kiếm thu không? Có việc gì, lập tức cũng yên lòng, sở sư đệ, kế tiếp chúng ta là trở về hay là như thế nào? Sở kiếm thu nắm giữ mạnh mẽ như vậy đòn sát thủ. Hoàn toàn có thể không sợ trong bí cảnh u minh tộc bọn hắn đối với cái bí cảnh này đoán chừng liền một phần mười cũng không có dò xét xong nếu như lại tiếp tục dò xét tiếp đoán chừng còn có thể thu hoạch càng nhiều bảo vật cơ duyên tự nhiên là trở về sở kiếm thu nói tiểu đồng áo xanh tại bổ ra một kiếm kia sau đó đã đem sức mạnh đã tiêu hao không sai biệt lắm nếu như lúc này gặp lại một cái giống vừa rồi cường đại như vậy tồn tại mà nói hắn căn bản là sống không được hỗn độn đến tôn tháp mặc dù có thể càng thêm cường đại nhưng mà Hỗn Độn đến Tôn Tháp có vẻ như cố kỵ rất nhiều, bình thường sẽ không tùy tiện ra tay. Sở Kiếm Thu không dám khẳng định tại chính mình gặp phải Sinh Tử chi kiếp thời điểm. Hỗn Độn đến Tôn Tháp đến tột cùng có thể hay không vì hắn mà ra tay. Hơn nữa, giống như Hỗn Độn đến Tôn Tháp tại trước mắt mỗi thanh sức mạnh dọc theo hắn bên ngoài. Cơ thể thời điểm tiêu hao liền cực kỳ to lớn. Đoán chừng Hỗn Độn đến Tôn Tháp chân chính ra tay lúc sức mạnh cũng chưa chắc lại so với tiểu đồng áo xanh cường đại đến mức nào. Thậm chí ngay cả tiểu đồng áo xanh cũng không sánh nổi cũng khó nói. Hỗn độn đến tôn tháp cũng vẻn vẹn chỉ là trong thức hải của mình mới có một loại vô địch một. Dạng cường đại, đến nỗi ra mình thức hải mà nói, đến tột cùng như thế nào? Sở kiếm thu cũng không dám xác định. Huống chi, lòng nguyên kiếm bạo lộ ra có lẽ còn không có gì. Một khi hỗn độn đến tôn tháp để lộ ra mà nói. Sở Kiếm Thu liền thật sự có có thể tao ngộ Di Thiên Đại Kiếp. Không có ai sẽ bỏ qua bực này thần khí nghịch thiên. Cho nên ngoại trừ thật có thể đem gặp qua hỗn độn đến Tôn Tháp tất cả mọi người diệt sát. Bằng không, Sở Kiếm Thu tuyệt đối sẽ không đem hỗn độn đến Tôn Tháp bạo lộ ra. Sở Kiếm Thu nhìn lướt qua hách liên miểu bọn người, cuối cùng vẫn không có làm cái gì. Thu hồi những cái kia thiên cương cảnh khôi lỗi sau đó, liền đi theo ở hô diên duệ trạch đám người sau lưng rời đi bí cảnh, trở về tới Nam Châu. Sở kiếm thu thân hình xuất hiện tại vô tận nguyên bầu trời sau đó. Sắc mặt chợt biến đổi, tại trở về Nam Châu giờ khắc này. Tâm niệm của hắn liền lập tức cùng vô cấu phân thân bên kia lẫn nhau liên thông. Biết lúc này huyền kiếm tông đang đứng ở cực kỳ nguy cấp tình huống bên trong. Sở kiếm thu vốn định lập tức trở về huyền kiếm tông nhưng mà lúc này lại phát hiện vô tận uyên bên cạnh các phương thế lực khác thường trạng thái sở kiếm thu quét hiện trường một mắt phát hiện không khí hiện trường vô cùng lo lắng nam châu liên minh bên này cùng huyết ảnh liên minh cùng với yêu tộc bên kia một bộ bộ dáng kiếm bạt nỗ trương sở kiếm thu thấy thế cũng chỉ đành tạm hoãn xuất phát trước biết một chút tình huống nơi này lại nói huyền kiếm tông tình huống bên kia khẩn cấp có vẻ như tình huống nơi này đồng dạng không thể lạc quan. Ở đây đồng dạng có sư môn của hắn cùng hảo hữu, hơn nữa nơi này cấp bậc sức mạnh cao hơn. Một khi ở đây bộc phát chiến đấu, sư môn của hắn cùng hảo hữu đồng dạng sẽ lâm vào cực đoan trong nguy hiểm. Mặc dù các phương thế lực cường giả thực lực cực kỳ cường đại, nhưng tốt xấu không phải lúc trước trong bí cảnh xuất hiện cái kia thần biến cảnh đại năng, để cho người ta không hề có lực hoàn thủ đối diện với mấy cái này trưởng lão cấp bậc cường già. Sở kiếm thu chính mình mặc dù có lẽ đánh không lại bọn hắn. Nhưng mà một khi cùng thượng thanh tông đệ tử kết thành cái kia cường đại chiến trận mà nói. Chưa hẳn không có lực đánh một trận. Sở kiếm thu bay đến đường thiên lỗi bên người. Hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, đường thiên lỗi đem sự tình đại khái cùng sở kiếm thu nói một lần. Sở kiếm thu nghe xong đường thiên lỗi giảng thuật sau đó lập tức một cỗ nộ khí từ trong lồng ngực dâng lên mẹ nó lão tử tân tân khổ khổ đem người theo trong bí cảnh mang ra cứ như vậy bị cái này lão cầu giết đi quả thực là không thể nhịn a à, kết trận sở kiếm thu gầm thét một tiếng những người này lo trước lo sau không dám đối với cái này lão cầu động thủ vậy hắn đến cho cái kia thiên hương lâu sư muội báo thu tốt hơn nữa bọn hắn thượng thanh tông tại trong bí cảnh tao ngộ dựa vào cái gì muốn cho cái này lão cẩu giảng dài. Có bản lĩnh cái này lão cẩu chính mình tiến vào trong bí cảnh đi xem a. À. chín Chương 697 lão cẩu ngươi rất tự tin a. À. Tại sở kiếm thu quát một tiếng khiến cho phía dưới những cái kia thượng thanh tông đệ tử cùng thiên hương lâu đệ tử lập tức bằng nhanh nhất tốc độ. Tại sở kiếm thu sau lưng kết thành chiến trận. Trong lòng mọi người đã sớm nín một cỗ nộ khí bọn hắn tại trong bí cảnh tân tân khổ khổ mà giết ra tới bây giờ còn muốn gặp những người này từng cái một ép hỏi thiên hương lâu một cái sư muội thậm chí bị băng bó buồm đánh giết đối mặt với loại này biệt khuất bọn hắn đã sớm muốn phản kháng chỉ có điều bởi vì thực lực của đối phương mạnh mẽ quá đáng mà bọn hắn lại không có người đầu lĩnh cho nên không thể không tạm thời ẩn nhẫn lại bây giờ sở kiếm thu theo trong bí cảnh đi ra đám người lập tức liền giống tìm được người lãnh đạo sở kiếm thu ra lệnh một tiếng tự nhiên ứng giả như mây nhìn thấy đám người lần này động tác những tông môn kia trưởng lão tất cả đều lấy làm kinh hãi sở sư điệt ngươi đây là muốn làm gì phòng nhã thế nhưng bị sở kiếm thu động tác cho kinh động mặc dù trong nội tâm nàng đối với huyết ảnh liên minh cách làm cũng cực kỳ phẫn nộ nhưng làm sao thực lực của đối phương thật là là quá cường đại nàng ngoại trừ tận lực che chở thượng thanh tông đệ tử không bị thương tổn kỳ thực không làm được càng nhiều bởi vì nếu như một khi khai chiến mà nói nàng cũng không có chút nào chắc chắn giành thắng lợi tự thân có thể hay không giữ được đều chưa biết đến lúc đó thì càng không cần nói bảo trụ thượng thanh tông những đệ tử này sở kiếm thu bày ra cái trận chiến này là muốn làm gì chẳng lẽ muốn cùng huyết ảnh liên minh những trưởng lão này đánh nhau sao tại phòng nhã nhưng nhìn tới sở kiếm thu một cử động kia quả thực là điên rồi cái này đâu chỉ tại lấy trứng trọi đá tự chịu diệt vong mặc dù sở kiếm thu khi tiến vào bí cảnh ngắn ngủi này trong vòng ba tháng lại liên tiếp tăng lên hai trọng cảnh giới nhưng cho dù như thế cũng bất quá là một cái chỉ là nguyên đan cảnh bát trọng võ giả dù cho sở kiếm thu thiên phú kinh người đi nữa chiến lực lại cường đại cũng không khả năng vượt qua to lớn như vậy cảnh giới cùng huyết ảnh liên minh những thứ này vô cùng cường đại trưởng lão một trận chiến cho nên phòng nhã có thể tưởng tượng mau đem sở kiếm thu ngăn cản xuống miễn cho hắn nhất thời xúc động mất mạng thương tuyết nghiên hương các ngươi đi theo hồ nháo cái gì tên kia áo vàng nữ tử cũng là kinh hãi kêu lên mặc dù nàng cũng nghĩ vì mình đệ tử báo thù nhưng mà nàng càng không muốn đệ tử mình lại đem tính mệnh nằm tại chỗ này nếu là thật sự xảy ra chuyện như vậy nàng thật là không biết như thế nào tự xử bao phàm mấy người huyết ảnh liên minh trưởng lão nhìn thấy một màn này lập tức cảm giác một hồi nực cười như thế nào các ngươi muốn khiêu chiến lão phu bao phàm nhìn xem sở kiếm thu bọn người một mặt hài hước đạo nhìn xem sở kiếm thu bọn người bày ra cái trận chiến này muốn khiêu chiến bộ dáng của hắn bao phàm đơn giản giống như nhìn thấy một cái trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười một đám chỉ là nguyên đan cảnh sâu kiến thế mà dám can đảm hướng hắn kêu gào thiên hạ còn có so đây càng chuyện tức cười sau bất quá tất nhiên những con kiến hôi này muốn tự tìm cái chết cái kia cũng vui vẻ tác thành cho bọn hắn những cái kia yêu tộc trưởng lão cũng là hai tay lũng tay áo đứng ở một bên xem kịch có buồn cười như vậy chê cười nhưng nhìn cái này đúng thật là không thường thấy bọn hắn ngược lại muốn xem xem cái này hai bên phải thu xếp như thế nào huyết ảnh liên minh những lão giả này bị một đám nguyên đan cảnh võ giả khiêu khích như vậy tuyệt đối là không có khả năng liền như vậy bỏ qua bằng không bọn hắn tấm mặt mo này liền không có chỗ có thể đạt như thế lấy huyết ảnh liên minh phương thức làm việc coi như vô sự đều nghĩ gây sóng gió huống chi sở kiếm thu bọn người đụng lên tới bọn hắn có thể bỏ qua cơ hội này mới là lạ mà Nam Châu liên minh những lão già kia đến tột cùng có chịu hay không vì như thế một chút. Thượng Thanh Tông đệ tử cùng huyết ảnh liên minh đối kháng, vậy thật là khó nói. Lấy Nam Châu liên minh những lão già kia liệu tính, xác suất rất lớn bên trên thì sẽ không vì Thượng Thanh Tông những đệ tử này ra mặt. Nếu như Thượng Thanh Tông những đệ tử này bị huyết ảnh liên minh những trưởng lão này đánh, chết mà khác Nam Châu liên minh tông môn trưởng lão lại khoanh tay đứng nhìn mà nói: sự kiện lần này đi qua nam châu liên minh nội bộ tất nhiên quyết liệt cái này đúng thật là một màn trò hay a à, phòng nhã cũng thấy giang hình mấy người nam châu liên minh trưởng lão một mắt nhìn thấy những người này phần lớn cũng là mặt không thay đổi đứng ở một bên tự hồ cũng không tính vì thượng thanh tông đệ tử ra tay phòng nhã có thể thấy được hình dáng trong lòng lập tức không khỏi mát lạnh cái này thật đúng là không xong bất quá nàng hay không hết hy vọng ánh mắt có mấy phần cầu viện giống như mà nhìn xem giang hình nhưng mà giang hình lại một bộ bộ dáng mắt nhìn thẳng giống như là căn bản không nhìn thấy nàng mà khác nam châu liên minh trưởng lão cũng phần lớn như thế những thứ này nam châu liên minh trưởng lão nhìn thấy một màn này lúc kỳ thực trong lòng còn mơ hồ có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ước gì thượng thanh tông đệ tử bị huyết ảnh liên minh những người kia cho xử lý đâu Há lại sẽ xuất thủ tương trợ. Bây giờ đệ tử của bọn hắn còn tại trong bí cảnh sinh tử chưa biết. Nếu như đệ tử của bọn hắn toàn bộ chết ở trong bí cảnh mà nói, cũng không thể để cho thượng thanh tông đệ tử ngoại lệ a. À. Chỉ cần tất cả tông môn đệ tử đều chết sạch, mặc dù bọn hắn bản tông môn cũng tổn thất nặng nề, nhưng tất nhiên mỗi một cái tông môn đều như vậy, cũng không tính đánh vỡ các tông môn ở giữa cân bằng bằng không, nếu là những tông môn khác đệ tử đều chết sạch. Duy chỉ có thượng thanh tông những đệ tử này sống sót, như vậy mấy chục trên trăm năm sau. Toàn bộ Nam Châu Liên Minh chẳng phải là thượng thanh tông một nhà độc quyền. Loại cục diện này không phải còn lại mấy cái tông môn trưởng lão nguyện ý gặp đến. Nhất là nắm nguyệt tông, thất diệu điện cùng thần phong các trưởng lão. Lại càng không nguyện ý gặp đến một màn này. Bọn hắn cũng không nguyện ý về sau thượng thanh tông cái sau vượt cái trước. Ngược lại siêu việt bọn hắn, tại trong liên minh Nam Châu chiếm giữ quyền chủ đạo, Phòng Nhã. Có thể thấy những trưởng lão này cái bộ dáng này, lập tức trong nháy mắt cũng liền hiểu rồi tâm tư của bọn hắn. Phòng Nhã nhưng trong lòng không khỏi một hồi tuyệt vọng, ánh mắt lập tức kiên định xuống. Đợi lát nữa nếu quả như thật phát sinh đại chiến mà nói, nàng vô luận như thế nào đều phải đem đứng đầu nhất cái kia vài tên đệ tử cứu ra ngoài sở kiếm thu, hồ diên duệ trạch tưởng an ninh, đường thiên lại những đệ tử này cũng là trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp thiên tri kiêu tử, chỉ cần bọn hắn về sau thuận lợi trưởng thành, dù cho hôm nay nàng chiến tử ở đây, lâu dài đến xem thượng thanh tông vẫn là đã kiếm được, lão cẩu, người rất tự tin a, à, sở kiếm thu nhìn xem bao phàm, ánh mắt thoáng qua một đạo vô cùng băng lãnh hàn ý, nói xong, tay hắn vung lên quanh người trong nháy mắt xuất hiện trên trăm cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi đồng dạng kết thành chiến trận lấy u minh tộc chiến lực cường đại như vậy hắn bằng vào những thứ này chiến trận đều có thể chiến thắng hắn ngược lại muốn xem xem huyết ảnh liên minh những thứ này lão cẩu đến tột cùng so với cái kia u minh tộc cường đại đến mức nào nghe được sở kiếm thu một tiếng kia lão cẩu lúc bao phàm sắc mặt trong nháy mắt liền âm hàn xuống dưới một cái chỉ là sâu kiến thế mà dám can đảm như thế nhục mạ hắn đợi lát nữa cũng không thể để hắn chết qua thống khoái phải hảo hảo để cho hắn nếm thử huyết ảnh trong liên minh huyết hình nhưng sắc mặt hắn vừa mới trầm xuống lúc trong nháy mắt lại là cấp tốc kịch biến sở kiếm thu bên cạnh cái kia bỗng nhiên xuất hiện trên trăm cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi trong nháy mắt đem hắn cho kinh động những thứ này thiên cương cảnh khôi lỗi mỗi một bộ thực lực đều không kém dù hắn tự nghĩ thực lực cường đại, cũng không có nắm chắc tại trên trăm này cỗ Thiên Cương cảnh khôi lỗi vây công toàn thân trở ra. Bất quá còn không có đợi hắn tới kịp làm ra ứng đối lúc. Một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng kiếm quang đã hướng hắn bổ xuống. Chương 698 các ngươi thượng Thanh Tông lòng can đảm thật là không nhỏ a. À. Bao phàm trong lòng đại chấn, đối với đạo kiếm quang này tản mát ra uy năng hắn thế mà ngửi được một tia mùi vị của tử vong, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến đạo. Này uy năng to lớn như vậy kiếm quang lại là một cái chỉ là nguyên đan cảnh bát trọng sâu kiến. Cho chém ra tới, sở kiếm thu tại điều động chiến trận chém ra một kiếm này đồng thời. Cái kia trên trăm cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi cũng động. Liên thủ hướng bao phàm đánh tới, tại cái này bất ngờ không đề phòng. Bao phàm chờ phản ứng lại lúc muốn tránh né đã muộn, chỉ có thể là nhắm mắt ngăn cản. Ấm vang một tiếng nổ rung trời, bao phàm bị đạo này uy lực kiếm thật lớn chỉ lấy cùng cái kia. Trên trăm cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi dưới tác dụng một đòn liên thủ. Hướng phía sau bay ngược ra ngoài hơn 10 dặm. Một ngụm máu tươi từ tư trong miệng cuồng phún mà ra. Đám người nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt trợn to hai mắt trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, bao phàm cư nhiên bị này một đám nguyên đan cảnh. Sâu kiến đánh bay, hơn nữa còn đánh thành trọng thương, cái này sao có thể. Nhưng mà dù cho đám người lại khó mà tưởng tượng. Đối mặt cái này trần trụi đặt tại trước mặt sự thật cũng không thể không tin. Phòng nhã nhưng cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem sở kiếm thu. Nàng nguyên lai tưởng rằng sở kiếm thu chỉ là nhất thời xúc động mới làm ra loại này không tự lượng sức sự tình bây giờ mới phát hiện sở kiếm thu thế mà thật có thực lực như vậy lấy sở kiếm thu vừa rồi một kiếm kia bộc phát ra uy lực dù cho đổi lại nàng tại trên vị trí kia bao phàm kết quả giống nhau sẽ không dễ chịu thậm chí so bao phàm hạ tràng thảm hại hơn cũng khó nói sở kiếm thu một kiếm này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người đám người lúc này mới một lần nữa dò xét này một đám trong mắt bọn hắn như sâu kiến võ giả phen. Này dò xét phía dưới, trong lòng mọi người lần nữa kịch chấn. Chỉ thấy cái này hơn 200 tên võ giả mặc trên người thế mà toàn bộ đều là thống nhất dạng thức. Pháp bảo sáu trang, hơn nữa những thứ này pháp bảo sáu trang lại còn toàn bộ đều là ngũ giai Thượng phẩm pháp bảo tạo thành. Tại những này người mới vừa từ trong bí cảnh lúc đi ra bởi vì mọi người cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên trên người bọn họ mặc pháp bảo. Bởi vậy cũng không có phát hiện những người này trên người pháp bảo lại là thanh nhất sắc ngũ. Giai pháp bảo thượng phẩm. Hơn 200 bộ pháp bảo sáu trang, hơn ngàn món ngũ giai pháp bảo thượng phẩm. Cuối cùng là một cái khái niệm gì? Cái này mẹ nó liền bọn hắn những thứ này tại chỗ lão gia hòa cũng không phải là người người đều. Dùng nổi ngũ giai pháp bảo thượng phẩm được không? Những thứ này nguyên đan cảnh hậu bối lại một người một bộ pháp bảo sáu trang. Mỗi người trên người ngũ giai pháp bảo thượng phẩm đều vượt qua bốn kiện trở lên. Một màn này phát hiện lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt đỏ lên. Đây là một bút cỡ nào tài sản to lớn, nếu là có thể đem mấy pháp bảo này sáu trang đem tới tay. Như vậy bọn hắn liền thật sự phát đạt. Chẳng thể trách tiểu tử kia có thể chém ra như thế kinh thiên động địa một kiếm nguyên lai là mượn như thế đông đảo ngũ giai pháp bảo sáu trang. Lại phối hợp thêm cổ quái kia chiến trận, có thể bộc phát ra uy lực khổng lồ như thế cũng sẽ không tính toán quá mức xuất kỳ. Phòng nhã nhưng cũng là lúc này mới chú ý tới trên thân mọi người những cái kia phẩm giai cao. Đến khác thường pháp bảo sáu trang. Trong lòng cũng là chấn kinh không nhỏ, lần này nếu như có thể thuận lợi đem đám người mang về. Thượng Thanh Tông, cái kia Thượng Thanh Tông lần này thật là liền kiếm lợi lớn. Riêng là cái này hơn ngàn món ngũ giai pháp bảo thượng phẩm, liền có thể để cho Thượng Thanh tông thực lực đề thăng một mảng lớn. Những thứ này pháp bảo sáo trang xuyên tại những thứ này nửa bước nguyên đan cảnh đệ tử trên, thân còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy thực lực. Nếu như là xuyên tại bọn hắn những thứ này thiên cương cảnh cường giả trên thân đâu? Cái kia đoán chừng đều có thể ngạnh hám thần biến cảnh đại năng a. Lấy phòng nhã có thể nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được những thứ này pháp bảo sáu trang bất phàm. Bên trên những pháp bảo sáu trang này huyền ảo phù văn có thể khiến cho toàn bộ chiến trận võ giả chân nguyên phù hợp vô cùng, khiến cho toàn bộ chiến trận dung hợp trở thành một chỉnh thể. Cái kia chiến trận cũng là vô cùng khó được đồ vật có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Những thứ này pháp bảo sáu trang cùng cái kia chiến trận thiếu một thứ cũng không được, xem ra lần này Thượng Thanh Tông đệ tử tại trong cái bí cảnh này thu hoạch cơ duyên không nhỏ. Phòng nhã nhưng làm những thứ này pháp bảo sáu trang cùng chiến trận này đều thuộc về công tại. Thượng Thanh Tông đệ tử tại trong cái bí cảnh này lấy được cơ duyên. Lại cũng không biết cái này tất cả đều là sở kiếm thu chính mình xúi dục được đồ vật. Những pháp bảo kia sáu trang chế tạo cố nhiên là tại những cái kia theo trong bí cảnh đạt được ngũ dài pháp bảo trên cơ sở, nhưng mà những pháp bảo kia sáu trang bên trên phù văn điêu khác. Lại là sở kiếm thu chính mình cải tạo. Còn chân chính có thể làm cho chiến trận này phát huy ra uy lực cực lớn. Lại vừa vặn là pháp bảo sáu trang bên trên trạm những thứ này huyền ảo phù văn. Bằng không, chỉ dựa vào những pháp bảo kia sáu trang. Tuyệt đối không cách nào làm cho chiến trận riêng mình chân nguyên phù hợp đến tình cảnh như. Thế chặt chẽ bất quá phòng nhã thế nhưng biết cái này cũng có thể sẽ cho bọn hắn mang đến nguy cơ to lớn đối mặt to lớn như vậy bảo vật lần này đoán chừng không chỉ mình là huyết ảnh liên minh cùng yêu tộc những trưởng lão kia động tâm dù cho cùng thuộc tại nam châu liên minh trận danh nắm nguyệt tông chờ tông môn cường giả đoán chừng cũng sẽ đối với mấy cái này pháp bảo sáo trang thèm nhỏ dãi không thôi bất quá nam châu liên minh những cường giả này không đến mức trắng trận đi đoạt nhưng nhất định sẽ vụng trộm làm cho một chút bẩn thỉu thủ đoạn tới nghĩ trăm phương ngàn kế từ bọn hắn thượng thanh tông đoạt đi những thứ này pháp bảo sáu trang không chỉ mình là những thứ này pháp bảo sáu trang cái kia trên trăm cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi cũng đồng dạng là cực kỳ khó được bảo vật tại toàn bộ nam châu thiên cương cảnh cường giả nguyên bản là không có bao nhiêu mỗi một cái thiên cương cảnh cũng là cực kỳ chân quý chiến lược lập tức đột nhiên bốc lên trên trăm cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi. Này đối một cái tông môn tới nói có thể nói là thực lực trong nháy mắt tăng vọt sau khi sở kiếm. Thu nhất kiếm đánh bay bao phàm, còn lại huyết ảnh liên minh trưởng lão lập tức liền xông tới. Sở kiếm thu bằng vào cái kia cổ quái chiến trận cùng pháp bảo sáu trang có thể cùng bao phàm. Một trận chiến, nhưng mà còn có thể đồng thời ngăn cản được bọn hắn cái này mười mấy tên huyết. Ảnh liên minh trưởng lão liên thủ công kích không thành. Đối mặt huyết ảnh liên minh trưởng lão bức bách, phòng nhã có thể mấy người thượng thanh tông trưởng lão đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng. Nhìn nhau nhau bay đến sở kiếm thu bên cạnh, chuẩn bị cùng sở kiếm thu cùng đối địch. Thiên Hương lâu những trưởng lão kia thấy thế, cũng bay đến sở kiếm thu bên người, lúc này các nàng Thiên Hương lâu đệ tử đã là tại cái kia. Trong chiến trận, Thiên Hương lâu lúc này đã coi như là cùng Thượng Thanh Tông hoàn toàn khóa, lại ở cùng một chỗ dưới loại tình huống này các nàng những thứ này thiên hương lâu trưởng lão tự nhiên không có khả năng trí thân sự ngoại hảo rất tốt các ngươi thượng thanh tông lòng can đảm thật là không nhỏ a à. bao phàm thân hình lóe lên đi tới sở kiếm thu trước người mấy chục trượng chỗ ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm thượng thanh tông đám người tức giận vô cùng nói bị một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh sâu kiến một kiếm chém thành trọng thương chuyện này với hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Dù cho đối phương mượn cái kia cổ quái chiến trận cùng những pháp bảo kia sáo trang. Mượn trên trăm cỗ thiên cương cảnh khôi lỗi. Nhưng mà bị một cái nguyên đan cảnh sâu kiến kích thương cũng là hắn khó mà chịu được sỉ nhục. Lần này hắn vô luận như thế nào đều phải huyết tẩy thượng thanh tông. Mới có thể một tiết trong lòng của hắn mối hận bằng không. Hắn về sau còn có mặt mũi nào tại trong liên minh huyết ảnh đặt chân. Chương 699 chúng ta cùng tới giết một giết những này lão cẩu khí diễm. Sở Kiếm Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn trước mặt vô cùng phẫn nộ bao phàm. Trong lòng cũng không khỏi có mấy phần ngoài ý muốn, cái này lão cẩu thực lực rất mạnh mẽ a. À. Thụ mạnh mẽ như vậy nhất kích thế mà chỉ là bản thân bị trọng thương, cũng không có bị trực tiếp đánh giết. Bất quá Sở Kiếm Thu cũng biết lấy loại này đỉnh tiêm đại năng tới nói. Không thể lại bị hắn dễ dàng như vậy đánh chết. Sở Kiếm Thu tại nhìn lướt qua những cái kia huyết ảnh liên minh trưởng lão sau đó, vung tay lên, trước mặt lại xuất hiện mười mấy bộ pháp bảo sáu trang. Lần này xuất hiện pháp bảo sáu trang lại là ngũ giai cực phẩm. Sở Kiếm Thu đem những thứ này ngũ giai cực phẩm pháp bảo sáu trang phân cho phòng nhã có thể. Mấy người Thượng Thanh Tông trưởng lão và Thiên Hương lâu trưởng lão nói, "Phòng Đường chủ, những thứ này pháp bảo sáu trang trước cho mượn các ngươi dùng một chút." Hôm nay chúng ta cùng tới giết một giết những thứ này lão cẩu khí diễm phòng nhã có thể bọn người nhìn xem những thứ này tản ra cực kỳ cường đại uy năng chấn động ngũ giai pháp bảo cực phẩm sáu trang sừng sốt thật lâu các nàng nguyên lai tưởng rằng sở kiếm thu bọn người trên thân những cái kia ngũ giai thượng phẩm pháp bảo sáu trang đã là chân quý nhất bảo vật nghĩ không ra trên thân sở kiếm thu còn có những thứ này ngũ giai cực phẩm pháp bảo sáu trang. Phòng nhã có thể đưa tay bắt được trước mặt một bộ pháp bảo sáu trang. Có chút trần chờ nói, thế nhưng là, sở sư điệt. Chúng ta muốn phát huy những thứ này pháp bảo sáu trang uy lực. Nhất định phải đem bọn nó luyện hóa. Nàng vừa rồi thế nhưng là nghe rất rõ. Sở kiếm thu chỉ là đem mấy pháp bảo này sáu trang tạm thời cho nàng mượn nhóm. Mà không phải đưa cho các nàng mặc dù không luyện hóa mà nói các nàng đồng dạng có thể phát huy ra những thứ này pháp bảo bộ phận uy lực nhưng mà dù sao kém xa triệt để luyện hóa phát huy được uy lực cực lớn kế tiếp tất nhiên sẽ là một hồi sinh tử khổ chiến thực lực có thể tăng một phân là một phần bất quá các nàng một khi đem mấy pháp bảo này sáu trang luyện hóa bên trên những pháp bảo sáu trang này liền sẽ lưu lại các nàng thần hồn ấn ký dù cho các nàng sau đó lại xóa đi nhưng mà dù sao sẽ khiến cho những thứ này pháp bảo sáu trang không còn như vậy thuần túy. Giá trị sẽ có giảm xuống. Sở Kiếm Thu nghe nói như thế, sắc mặt lập tức không khỏi cứng đờ. Lúc này mới nhớ tới phòng nhã có thể các nàng cũng không phải ở vào chiến trận này bên trong. Tại trong chiến trận sử dụng những thứ này pháp bảo sáu trang cũng không cần luyện hóa những. Thứ này pháp bảo, bởi vì những thứ này pháp bảo sáu trang chỉ là xem như trong chiến trận truyền lại chân nguyên một loại môi giới càng nhiều lợi dụng vẫn là pháp bảo sáu trang bên trên chạm những cái kia phù văn hơn nữa trong chiến trận những thứ này nguyên đan cảnh võ giả dù cho luyện hóa những thứ này pháp bảo sáu trang cũng không khả năng phát huy ra những thứ này pháp bảo sáu trang uy lực ngũ Dài thượng phẩm pháp bảo đối với nguyên đan cảnh võ giả tới nói thật là quá cao chút chớ nói những thứ này nguyên đan cảnh đệ tử cho dù là lấy sở kiếm thu thực lực cũng đồng dạng khó mà phát huy ra ngũ giai pháp bảo thượng phẩm chân chính uy lực. Sở kiếm thu sở dĩ dùng ngũ giai pháp bảo thượng phẩm xem như cơ sở tới chế tạo những thứ này. Pháp bảo sáu trang cũng không phải khiến bọn hắn phát huy ra những thứ này pháp bảo sáu trang. Uy lực mà là vì tốt hơn chịu đựng lấy những cái kia khổng lồ chân nguyên di động. Nếu như đổi lại ngũ giai hạ phẩm hay là ngũ giai trung phẩm pháp bảo mà nói, chưa hẳn liền có thể chịu được trong chiến trận khổng lồ như thế chân nguyên di động. Vạn nhất trong quá trình chiến đấu những thứ này pháp bảo sáo trang bởi vì không chịu nổi những Cái kia khổng lồ chân nguyên di động mà bể tan tành mà nói, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nhưng mà phòng nhã có thể các nàng cũng không đồng dạng. Vừa tới các nàng cũng không phải ở vào chiến trận này bên trong. Thứ hai lấy các nàng thực lực hoàn toàn đủ để phát huy ra những thứ này pháp bảo uy lực. Nếu như không luyện hóa trực tiếp sử dụng mà nói, vậy thì hơi bị quá mức lãng phí. Sở kiếm thu chịu đựng đau lòng nói, các ngươi cứ việc luyện hóa tốt. Nhớ kỹ về sau cầm đồng dạng bảo vật đền bù cho ta. Nghe được sở kiếm thu lời này, phòng nhã có thể các trưởng lão lúc này mới yên lòng đem thần. Niệm rót vào bên trong những pháp bảo sáu trang này. Đem mấy pháp bảo này sáu trang hoàn toàn luyện hóa. Phòng nhã nhưng trong lòng hơi có chút đắc ý. Dù sao sở lột ra keo kiệt tại toàn bộ Thượng Thanh Tông đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Có thể ở trên người hắn móc ra một chút đồ vật cũng không dễ dàng. Nhìn ra hỏa này không chút do dự tiện tay vung lên chính là như thế một đống lớn pháp bảo. Trên người hắn tất nhiên còn có càng nhiều ngũ giai pháp bảo. Có nhiều như vậy ngũ giai pháp bảo cũng không hiểu đến hiếu kính nàng một chút. Còn nói cái gì từ có thể thay thế cho nhau? uổng phí mù nàng tân tân khổ khổ chỉ điểm hắn lâu như vậy kiếm pháp mặc dù dạng này hố một cái hậu bối bảo vật có chút không tử tế thế nhưng cũng phải nhìn ai nếu như là đổi lại những đệ tử khác mà nói phòng nhã có thể tuyệt đối sẽ không lấy không hậu bối đồ vật nhưng mà đổi lại sở kiếm thu mà nói khách khí với hắn cái gì kinh gia hỏa này tại thượng thanh tông cũng không ít hố những đệ tử khác bảo vật phòng nhã nhưng tại luyện hóa pháp bảo này sáu trang sau đó. Toàn thân tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại, phòng nhã có thể thực lực vốn là cực mạnh, lại thêm những thứ này pháp bảo sáu trang mà nói, lập tức như hổ thêm cánh. Phóng nhãn tại chỗ rất nhiều cường giả bên trong. Không có ai có nắm chắc đánh thắng được bây giờ loại trạng thái này phòng nhã có thể. Còn lại những cái kia thượng thanh tông cùng thiên hương lâu trưởng lão tại luyện hóa những thứ. Này pháp bảo sáu trang sau đó, từng cái toàn thân đều tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Nhìn xem những thứ này toàn thân tản mát ra khí tức cường đại thượng thanh tông cùng thiên. Hương lâu trưởng lão, trong mắt mọi người cũng không khỏi thoáng qua một vòng thần sắc kiêng. Kỵ, lấy thượng thanh tông trước mắt nắm giữ sức mạnh. Dù cho huyết ảnh liên minh muốn ăn bọn hắn, cũng muốn sập mấy khỏa răng. Mà một khi huyết ảnh liên minh những trưởng lão này đang cùng thượng thanh tông trong ác đấu, tổn thương quá nặng, tạm thời ở một bên xem kịch vui yêu tộc cùng nắm Nguyệt Tông chờ Nam Châu. Liên minh cường giả cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội cực tốt. Cái này cũng là bao phàm mấy người huyết ảnh liên minh trưởng lão tại nhìn thấy sở kiếm thu lấy. Ra những cái kia ngũ giai pháp bảo cực phẩm sáo trang sau đó chậm chạp không dám động thủ. Nguyên nhân, nhưng mà nếu như đến đây dừng tay mà nói, trên mặt của bọn họ lại qua không đi. Lấy huyết ảnh liên minh kiêu ngạo lại sao cam tâm liền như vậy nuốt xuống cơn giận này, đang tại song phương rằng có thời điểm. Ở đó bí cảnh không gian vòng xoáy trước mặt lại lục tục xuất hiện một số võ giả thân ảnh. Lúc này xuất hiện võ giả bên trong, vừa có huyết ảnh liên minh đệ tử. Cũng có yêu tộc cùng Nam Châu liên minh đệ tử. Nhìn thấy những đệ tử này hiện thân sau đó, những tông môn trưởng lão kia lúc này mới đại hỷ hơi yên tâm bọn hắn vốn là còn lo lắng cho mình tông môn đệ tử tại trong bí cảnh toàn quân bị diệt đâu những đệ tử này hiện thân sau đó tạm thời đem lực chú ý của chúng nhân cho rời đi rất nhiều tông môn trưởng lão đều bay đến nhà mình đệ tử trước mặt hỏi thăm lần này bí cảnh hành trình kinh nghiệm dù sao chỉ có từ nhà mình đệ tử trong miệng hỏi lên đồ vật bọn hắn mới tin được thượng thanh tông cùng thiên hương lâu những đệ tử kia lời nói bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng bọn hắn không kịp chờ đợi muốn biết tại bên trong bí cảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra thượng thanh tông đệ tử như thế nào tiến nhập một lần bí cảnh sau đó liền thu được lực lượng cường đại như vậy hơn nữa những tông môn này trưởng lão cũng mười phần trông mà thèm những cái kia trong bí cảnh bảo vật tất nhiên liền thượng thanh tông đệ tử lấy được bảo vật đều nhiều như vậy Nhà mình đệ tử lấy được bảo vật vô luận như thế nào hẳn là đều không thiếu ở đâu đi thôi. Chương 700 đường về. Bất quá cuối cùng làm cho những này tông môn trưởng lão thất vọng là những đệ tử này lấy được bảo vật là không thiếu, nhưng mà đại bộ phận đều bị sở kiếm thu dùng phá u phù cùng khư minh phù cho bóc lột rơi mất. Chân chính còn có thể còn lại bảo vật đã không có bao nhiêu. Nghe đến mấy cái này đệ tử, những tông môn này trưởng lão lập tức tức giận đến giận sôi lên muốn tìm sở kiếm thu tính sổ thời điểm, nhưng mà rất nhanh liền lại bị những đệ tử này ngăn lại. Những đệ tử này đem tại trong bí cảnh phát sinh một chuyện cuối cùng nói cho tông môn của mình. Trưởng lão, bọn hắn cũng không muốn những trưởng lão này đi tìm sở kiếm thu tính sổ sách. Cũng bị sở kiếm thu dùng đạo kiếm quang kia cho một kiếm bổ. Nghe đến mấy cái này đệ tử, những tông môn này trưởng lão lập tức trên mặt biến sắc thần biến cảnh đại năng đều bị sở kiếm thu một đạo kiếm quang chém mất nếu như chuyện này là thật sự. Cái này còn thật sự là một món đại sự khó tin. Tại Nam Châu, thiên cương cảnh cũng đã là cực kỳ trọng yếu chiến lược. Mà thần biến cảnh càng là mỗi một cái tông môn lão tổ cấp bậc nhân vật. Là một cái tông môn cấp chiến lược sức mạnh. Nếu như sở kiếm thu thật có chém giết thần biến cảnh đại năng thủ đoạn. Cái kia Nam Châu thế cục thật là liền muốn thay đổi, thượng thanh tông thậm chí bởi vậy chờ thành nam châu độc lập với nam châu liên minh bên ngoài một cỗ cường đại sức mạnh cũng khó nói hách liên miểu theo trong bí cảnh sau khi ra ngoài nhìn thấy huyết ảnh liên minh trưởng lão và thượng thanh tông bên kia kiếm bạt nỗ trương cục diện sau đó sắc mặt lập tức thì thay đổi hắn đến bây giờ đều không có từ đạo kia kinh thiên động địa trong kiếm quang tỉnh hồn lại nếu như chọc giận sở kiếm thu sở kiếm thu lần nữa tế ra đạo kiếm quang kia mà nói chỉ sợ bọn họ hôm nay một cái đều không sống nổi. Hách Liên Miểu vội vàng dùng thần niệm truyền âm cho Bao Phàm, đem trong bí cảnh sự tình nói cho Bao Phàm, để cho Bao Phàm không nên vọng động, Bao Phàm nghe được Hách Liên Miểu thần niệm truyền âm sau. Đó, trên mặt trong nháy mắt biến sắc. Cuối cùng mang theo theo trong bí cảnh đi ra ngoài huyết ảnh liên minh đệ tử không nói một lời. Đi, phòng nhã có thể mấy người thượng Thanh Tông trưởng lão thấy thế lập tức không khỏi sững sờ vừa rồi những lão già này còn khí thế hùng hồ một bộ bộ dáng muốn cùng bọn hắn thượng thanh tông không chết không thôi như thế nào lập tức cứ như vậy nhận túng ảo não chạy phòng nhã có thể nghĩ nghĩ cảm giác chuyện này khẳng định cùng sở kiếm thu có liên quan bởi vì chuyện này là hách liên miểu theo trong bí cảnh sau khi đi ra có vẻ như cùng bao phàm truyền qua âm chi sau huyết ảnh liên minh những trưởng lão này mới làm ra phản ứng như vậy hơn nữa bao phàm trước lúc rời đi liếc sở kiếm thu một cái từ hắn trong ánh mắt kia nồng nặc vẻ kiêng dè có thể thấy được lốm đốm không chỉ mình là kiêng kỵ còn có mấy phần e ngại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phòng nhã nhưng nhìn lấy sở kiếm thu hô diên duệ trạch bọn người hỏi hô diên duệ trạch liếc sở kiếm thu một cái suy tính muốn hay không đem trong bí cảnh sự tình nói ra sở kiếm thu nói hồ diên sư huynh cứ việc nói chính là những chuyện này sớm muộn đều không gạt được lúc đó nhìn thấy một màn kia người bao gồm nam châu mỗi tông môn đệ tử chuyện này sớm muộn đều biết truyền đi hơn nữa nhìn vừa rồi huyết ảnh liên minh những trưởng lão kia phản ứng hách liên miểu cũng đã đem chuyện kia nói cho bọn hắn bây giờ còn giấu giếm phòng nhã có thể mấy người thượng thanh tông trưởng lão cũng không có quá lớn ý nghĩa, hơn nữa chuyện này sau khi nói ra. Đối với những đối bọn hắn kia người trong lòng có quỷ cũng là một loại cực lớn chấn nhiếp. Thế là hô diên duệ trạch liền đem tại trong bí cảnh cuối cùng phát sinh một màn kia nói một lần. Phòng nhã có thể mấy người thượng thanh tông trưởng lão nghe đến mấy cái này sự tình sau đó. Khiếp sợ trong lòng phải khó có thể tưởng tượng. Có thể chém giết thần biến cảnh đại năng kiếm quang. Cái này cũng thật là quá mức nghe rợn cả người yêu tộc cùng nam châu liên minh khác năm đại tông môn trưởng lão rõ ràng cũng riêng phần mình nghe được nhà mình đệ tử đối với chuyện này giảng thuật nhìn về phía sở kiếm thu trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy kiêng kỵ lúc này bọn hắn nơi nào còn dám lại đánh sở kiếm thu cùng thượng thanh tông những người này chủ ý tại nhà mình tông môn đệ tử theo trong bí cảnh sau khi đi ra liền dẫn bọn hắn vội vàng rời đi Bây giờ trong mắt bọn họ Sở Kiếm Thu chính là một cái chính cống ôn thần. Bọn hắn đều hận không thể cách Sở Kiếm Thu càng xa càng tốt, vạn nhất Sở Kiếm Thu đột nhiên lại. Cuồng tính đại phát tế gia đạo kiếm quang kia đem bọn hắn đều chém mất. Vậy bọn hắn thực sự là khóc đều không chỗ khóc. Phải biết, ngay mới vừa rồi, bọn hắn đều toát ra muốn cướp đoạt Sở Kiếm Thu trên thân bảo vật ý. Từ ai cũng không dám cam đoan Sở Kiếm Thu có thể hay không đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng một lần này bí cảnh lịch luyện, các tông tông phái đệ tử toàn bộ đều tổn thất nặng nề. Giống Nhật Nguyệt Trai cùng tử Quang Hiên, cuối cùng còn lại đệ tử liền 10 tên cũng chưa tới. Dù cho thực lực cường đại nhất huyết ảnh liên minh, còn lại đệ tử nhân số cũng chưa tới 500 người. Phải biết, trước đây vừa tiến vào bí cảnh lúc huyết ảnh liên minh đệ tử thế nhưng là đạt đến. 8.000 người nhiều, bây giờ người sống lại ngay cả chỉ là 500 người cũng chưa tới viều tộc tình huống so với huyết ảnh liên minh thảm hại hơn. Những người còn lại liền 300 người cũng chưa tới. Mà Nam Châu liên minh bên này còn sống đệ tử nhiều nhất ngược lại là thực lực cũng không xuất. Chúng thượng thanh tông liền nắm nguyệt tông loại này Nam Châu liên minh cường đại nhất tông. Môn còn sống đệ tử cũng chưa tới 200 người. Thảm trọng như vậy thiệt hại phía dưới. Những trưởng lão này cũng muốn mang theo những thứ này may mắn còn sống sót đệ tử trở về riêng phần mình tông môn giao phó huống chi những đệ tử này trên người bảo vật cũng muốn hảo hảo mà kiểm kê một phen hơn nữa trong bí cảnh xuất hiện dị tộc tình huống cũng muốn hướng tông môn cao tầng bầm báo các loại này sự tình đều để những tông môn này trưởng lão cũng không có tâm tiếp tục ở nơi này dừng lại tiếp vô tận uyên bên cạnh mỗi tông môn trưởng lão dẫn theo những cái kia may mắn còn sống sót tông môn đệ tử lần lượt rời đi, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Hương lâu tại chỉnh đốn một phen sau đó. Cũng lên đường trở về riêng phần mình Tông Môn. Tại vô tận nguyên người toàn bộ đều rời đi một ngày sau đó. Vô tận nguyên bầu trời cái kia không gian vòng xoáy lóe lên. Lại có hai bóng người xuất hiện nếu như sở kiếm thu bọn người ở tại ở đây. Liền có thể một mắt nhìn ra hai người này là đông quách lãnh cùng doãn cao kiệt đông quách lãnh cùng doãn cao kiệt tại cái kia ngũ phẩm mỏ linh thạch trên ngọn núi đào tẩu sau. Đó, liền đi hướng về phía cùng Nam Châu võ giả đại đội ngũ hoàn toàn khác biệt lộ tuyến. Tại đánh bậy đánh bạ phía dưới, hắn cùng doãn cao kiệt hai người cũng tiến nhập một cái không? Thua gì bay vân tông thượng cổ tông môn di chỉ? Cái này tông môn di chỉ chỉ có hắn cùng doãn cao kiệt hai người phát hiện. Bên trong cực lớn bảo vật không có người nào cùng bọn hắn cướp đoạt cho nên cái kia tông môn di chỉ cơ duyên liền toàn bộ đã rơi vào hai người trong túi chỉ có điều hai người này không có sở kiếm thu hỗn độn đến tôn tháp loại này to lớn vô cùng không gian pháp bảo không gian chữ vật có hạn cho nên chỉ có thể mang đi trong đó chân quý nhất bảo vật cơ duyên đối với cái kia tông môn di chỉ đại lượng linh thạch pháp bảo cùng đan dược hai người bọn họ chỉ có thể lấy trong đó tốt nhất bộ phận kia mà không cách nào toàn bộ mang đi nhưng dù là như thế hai người bọn họ đạt được cơ duyên bảo vật nhiều cũng không tại phía dưới sở kiếm thu tại cái kia tông môn di chỉ ở một đoạn thời gian sau đó bọn hắn cũng bị một chút tần tra u minh tộc phát hiện truy sát bằng vào lấy được những cái kia cực lớn bảo vật cơ duyên hai người này nhiều lần đều có thể đào thoát u minh tộc truy sát cuối cùng thành công trốn ra bí cảnh trở về tới nam châu